Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tiếp phần gradient. Thì trong cái phần gradient hôm nay thì mình sẽ có tính năng đó là mình làm về cái đó là làm cho ảnh chìm vào nền. Thì cái ảnh chìm vào nền là một trong những cái bố cục rất là quan trọng. Bố cục thứ nhất là chúng ta là bố cục cho vào khung, đúng không? Bố cục thứ hai là bố cục ngoài khung là dùng pen đồ hình. Và bố cục thứ ba được gọi là bố cục gì? Về ảnh chìm vào nền. Vậy đối với cái ảnh chìm vào nền thì ở đây nó có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là chế độ CMYK và chế độ thứ hai là chế độ RGB. Các bạn rõ ràng hai chế độ nó khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà chúng ta làm ở CMYK, ví dụ đây là kênh RGB này các bạn nhìn nhận, thì cái tính năng hòa trộn rất tốt. Nhưng nếu mà chúng ta dùng làm trên CMYK thì chúng ta lại không tốt bằng. Thì trong một số cái tính năng này tôi sẽ giới thiệu cho bạn và hướng dẫn cho một bạn một vài cái kinh nghiệm sau. Được chưa? Thì cái công việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là chúng ta tạo ra cái hình trước đã. Và sau khi chọn xong cái hình xong thì chúng ta sẽ tắt cho nó một cái giá trị, đó là mất một cái nét đi để cho nó chuẩn chỉnh. Đấy, đến đoạn này chắc chắn là em phải làm được rồi. Phần thứ ba, khi mà các bạn làm thì tôi thường thường chọn cho nó một cái màu như sau. Ví dụ tôi đổ một cái gradient đầu tiên là đen trắng. Đấy, đen trắng thì các bạn có thể chọn vào biểu tượng lên. Đấy là chỉ đơn giản như vậy thôi. Và sau khi mà làm xong này thì bắt đầu chúng ta chọn một cái màu, ví dụ tích vào đây. Được chưa? Và tất nhiên sau khi tích vào đây thì các bạn sẽ có hai cách chọn. Một là tích đúp. Tích đúp thì ngay lập tức nó sẽ có một cái bảng cho bạn lựa chọn. Thì đây là những cái màu giống như anh đã nói với em chia sẻ về đổ màu có sẵn thì không bao giờ đẹp được. Nên thường thường anh hay chọn vào đây. Và anh tích một cái thôi nhá. Tích đúp thì nó ra cái bảng. Còn tích một cái thôi thì nó chỉ chọn được cái điểm màu đó và anh chọn vào đây thì nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ anh chọn tông xanh, anh sẽ chọn xanh đậm. Anh sẽ chọn xanh đậm. Nếu mà xanh kia là tím thì anh đẩy lên trên để nó hơi ngà tím, hiểu không? Nhưng không bao giờ được quyền chọn những cái giải màu như này. Có nhìn thấy màu này không ạ? Trông nó phát quang rất là nhiều và nó dở, nó bị dở màu. Nên anh sẽ không bao giờ chọn cái đó mà anh chỉ thiên hơi thì chọn tím cái đó và anh chỉ chọn vào cái này thôi. Nhìn nào, tím đậm, và xanh đậm này hơi pha tím một tẹo là được rồi. Và thứ hai, sau khi đã có xong thì người ta đã nói với em rồi nè, không bao giờ được chuyển từ màu xanh sang màu trắng. Đấy là nguyên tắc. Bởi vì trừ trường hợp em làm bầu trời thôi, còn tôi sẽ không chọn nó, bởi vì cái màu nó sẽ rất là non. Non màu nó sẽ, nó không có sự tin cậy lắm đâu. Thà là tôi làm già màu tôi bớt già đi một tí thì tôi trẻ lại, còn hơn là bạn non trẻ. Nhìn sẽ rất là khó chịu. Và ở đây người ta phải thống nhất quan điểm rằng là khi mà tôi chọn nền đậm thì chữ tôi sẽ là sáng. Và cũng tương tự như vậy thì bạn tích vào đây thì bạn chọn màu sáng thì tôi sẽ chọn như sau. Tôi cũng không bao giờ chọn cái màu xanh nó như này. Màu của em ấy. Không bao giờ chọn nhỉ, bởi vì màu này bị dợ màu. Người ta có hai cách là người ta kéo xuống đây. Người ta gọi là trăm đỏ trăm vàng. Cái này nó sẽ nhuốm cái giá trị màu đen của em cực kỳ. Em nhìn này, xanh đỏ vàng đen ấy. Em nhìn màu đen nhá, xanh đỏ vàng đen kéo vào đây. Thì nó sẽ không có màu đen, nó chỉ là màu xanh nguyên bản, nó có thể trầm hơn một độ hay là sáng một độ thôi. Nhưng nếu em thích vào đây phát này có dính đen, em sẽ làm dính vào đây là sẽ dính vào đen nhá. Đấy thì em cũng gần lưu ý giúp anh là cái này thì anh sẽ chọn xanh xanh nhẹ. Ví dụ xanh nhẹ thì tầm tầm nhẹ. Kéo xuống một tí, ok. Và trước khi chọn này các bạn nhìn nhá, chưa được đủ lắm, tôi sẽ đẩy thêm độ nữa. Đây ạ, các bạn nhìn chưa, nó chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt. Và sau khi mà tôi đã chọn xanh đậm xanh nhạt thì người ta sẽ có một cái gradient là để kéo từ trái qua phải giống như tôi. Và tôi thường thường chọn một phong cách đó là theo hình tròn. Và sau khi chọn hình tròn thì các bạn có thấy cái tầm sáng nó sẽ nằm vào giữa, thì bỗng nhiên nó sẽ bị hơi bị quá đà chỗ nào, cái tầm sáng sáng quá mà chỗ ngoài này đậm đậm quá. Vậy thì tôi mới thường thường dùng cái công cụ phím gần là điều chỉnh lại cái hướng gradient một tí để cho nó đủ rộng ra, cái tán rộng nó rộng ra thì nó sẽ êm hơn rất nhiều, bằng cách tôi sẽ chọn điểm sáng, tôi chọn kéo lên. Anh nhìn chưa? Thì sau khi kéo xong thì bạn sẽ thấy tôi có được một cái gradient khá tốt. Có nghĩa là đây là một trong những cái cách kéo mà khiến cho gradient chúng ta làm sao nhẹ nhàng nhất có thể. Chứ đừng bao giờ kéo như này. Có nhiều bạn kéo như này là chết. Chết tôi đấy. Nhìn chưa? Nó bị. Em nhìn chỗ này nó không có độ chuyển từ đây sang đây đúng không? Như khi mà chúng ta kéo từ đây mà kéo rộng ra này, đến đoạn cuối cùng kết thúc nó là màu đậm thì nó sẽ rất là dễ cho đậm trung gian sáng nhẹ nhàng. Và sau khi tôi làm xong background thì tôi đã có một cái hình này. Nhìn chưa? Và bây giờ chúng ta phải thống nhất một quan điểm rằng chúng ta phải chọn một phong cách để làm cho cái thiết kế của chúng ta tốt. Thì có những cách nhà người ta sử dụng là sử dụng trực tiếp từ cái ảnh sản phẩm.
Đấy, vậy thì chúng ta có thể chọn là file và chúng ta chọn là blade. Chúng ta chọn là where và chúng ta chọn vào thư viện này. Ở trong phần này thì bạn có thể chọn bánh ngọt hay cái gì hay là đồng hồ gì đó rất là dễ dàng cho em được. Hoặc em chọn giày, hoặc em chọn thời trang. Đấy thì đấy là cái những thứ mà chúng ta có thể lựa chọn một cách dễ dàng. Ví dụ em chọn túi sách chẳng hạn. Ở trong phần túi sách thì nó sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm cho em. Ví dụ như con bên là những cái sản phẩm nó chỉ trưng bày về sản phẩm thôi, chiếu ảnh sản phẩm thôi. Nhưng thực chất anh Khánh rất là muốn các bạn khi làm ấy, các bạn hãy tạo cho mình một cái phong cách là phải luôn có người. Bởi vì xem có người nó sẽ sinh động hơn. Và cái túi là phục vụ cho con người mà. Hiểu không ạ? Chứ túi không này biết là nó đẹp rồi nhưng mà đôi lúc chưa chắc tôi đã dùng cái phong cách đấy. Trừ trường hợp là tôi muốn bán một riêng một sản phẩm đó. Nhưng túi đấy có phải là ai cầm cũng đẹp đâu. Em đồng ý không ạ? Ví dụ tôi ăn mặc bộ quần áo bình thường, tôi xách túi thì trông kinh. Nó bởi vì nó không hợp thể trang và nó không đi theo sự đồng điệu. Vậy các bạn phải cần lưu ý cho tôi cái việc này một tẹo. Đấy thì trong trường hợp này tôi sẽ kéo đây. Ở đây nó có rất nhiều những hình ảnh cho các bạn lựa chọn. Đấy thì các bạn có thể chọn một cái cô gái. Một đây, ví dụ tôi chọn cô gái này. Tôi kéo từ đây đây. Trong trường hợp này nó cũng có một cái hạn chế. Có nghĩa là khi mà chúng ta được cái chiều cao của đối tượng thì cái hình của chúng ta rất là nhỏ. Có nhiều người cứ phải cố gắng mà phang cả cái người vào, nhưng mà thực chất cái người mà cái sản phẩm của chúng ta quá bé thì cũng vứt. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên đôi lúc này không nhất thiết phải chọn này nhá. Em có thể xóa đi. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cái lựa chọn bố cục nằm dọc hay bố cục nằm ngang là tùy theo cái cách thức của em. Đôi lúc tôi phải nằm dọc là standy, bởi vì như vậy thời trang nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ thể hiện được cả từ chân cô gái đến trên đầu cô gái được. Nhưng bố cục nằm ngang này thì cái việc đấy nó sẽ khó hơn, nó không được dễ như thế đâu ạ. Đấy, nên là cái việc chọn ảnh các bạn cũng cần lưu ý cho tôi. Và thứ hai tôi sẽ chọn D. Đồng hồ thì chắc là đồng hồ nó rất là dễ đẹp, bởi vì chúng ta cũng có nhiều cái thứ để mà thiết kế. Ví dụ tôi chọn vào đây, tôi kéo xuống một tí. Đấy, các bạn nhìn nhận có rất nhiều cảnh đẹp. Bạn có thể nộn từ trái qua phải, từ phải qua trái làm sao để cho nó phù hợp nhất có thể. Đấy, ok, tôi chọn cô gái. Và cũng lưu ý là khi mà chọn với những cái banner mà có cái gương mặt nó nhìn ra về phía trước thì cái dễ dàng của tương tác người dùng nó cao hơn so với gương mặt nhìn ra trái qua phải. Đấy là một trong những thủ thuật của YouTube đấy em. Ảnh thăm của đối tượng bao giờ phải nhìn thẳng vào mặt em thì nó sẽ tự tìm ra giá trị mà em sẽ phải kích vào nó đấy. Nó nhiều hơn là những người mà chỉ quay ngang. Đấy là một trong những cái mà người ta sau khi người ta chơi YouTube xong người ta có thể phân tích ngược lại. Đấy thì sau khi tôi chọn xong cái giá trị này xong, tôi muốn làm ảnh chìm vào nền. Nhưng có nhiều người bảo em rất muốn ảnh chìm vào nền nhưng cái background em phải làm theo kiểu của nó thôi. Thì đúng không? Hôm trước tôi cũng chia sẻ cho bạn biết là cách lấy cái màu gradient từ ảnh, cái phần đấy cực kỳ quan trọng, nên là tôi phải nhắc lại bài này cho các bạn. Ví dụ tôi chọn một điểm, được chưa? Việc thứ hai là bạn phải giữ phím Y ngắn. Y ngắn đó là chọn. Và sau đó giữ thêm phím Shift thì bạn chỉ vào đây thì tôi sẽ lấy được màu đậm. Và cũng tương tự như vậy, tôi click vào đây, tôi ấn vào Y ngắn, tôi giữ Shift, tôi click vào cái màu sáng hơn, tôi đã có gradient. Và lúc này nó đồng tâm với giá trị mà các bạn đang làm. Các bạn hiểu cái này chưa? Và bắt đầu chúng ta sẽ tiêu chí làm cái đó. Đấy, các bạn hiểu về chọn gradient chưa? Ok, tôi ấn Ctrl Z nào. Nào bây giờ cách làm ảnh chỉ nên nhá. Bước 1 chọn vào hình. Các bạn đi bước 1 chọn vào hình. Xuống dưới. Nào, bước 1 chọn vào hình. Bước 2 các bạn hãy chọn vào biểu tượng, đó là transparency. Các bạn chọn vào transparency giúp tôi. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Tích đúc vào ô gần ô ảnh. Tích đúc vào ô gần ô ảnh. Vào ô gần ô ảnh. Bạn nhìn này, tí đúng vào. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bỏ cái clip này nhá, nhớ nhá. Đấy, bạn nhìn được hình ảnh chưa?
Ta theo đúng thứ tự nha. Và bước 5, bạn vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng cho tôi. Dùng cái hình này này, vẽ to hơn hoặc bằng. Và phải nhớ một điều rằng chúng ta đang ở trong mặt nạ nha. Có nhiều người làm không đúng thao tác và cứ hỏi anh Khánh ơi tại sao em không làm được. Cứ làm theo đúng thủ tục cơ mà. Có rất nhiều người hỏi câu bảo em làm giống hệt anh, không có làm tí gì mà cuối cùng em vẫn không làm được. Tôi chịu. Nhá, đọc như chúng ta đọc như kiểu này cho em bé học. Bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, bước 4 là gì, bước 5 là gì. Bước 5 dùng một hình vuông, là bạn chọn hình vuông cho tôi. Có nhiều người bảo anh Khánh em chọn hình tròn được không? Được, với điều kiện to hơn hoặc bằng. Đồng ý không ạ? Ok, tôi vẽ đây. To hơn hoặc bằng chưa? Và sau khi vẽ xong thì cái ảnh sẽ bị mờ đi. Bởi vì lý do tôi đang dùng gradient là màu xanh, màu xanh đen. Thì trong cái phần này nó chỉ có một cái nguyên tắc như sau, là cái gradient cho một tấm ảnh đấy thì màu đen tượng trưng cho việc làm cho cái vùng đó bị mất hình, màu trắng sẽ tượng trưng cho việc là giữ lại cái hình ảnh đó và làm cho cái hình nó rõ lên, và màu ghi sẽ tượng trưng cho giữa mất và còn, cũng nghĩa là nó chỉ là hơi mờ đi thôi, hiểu không ạ? Vậy lúc này tôi sẽ chọn cho nó một giá trị như hôm trước tôi đã nói cho bạn biết là cái bài gradient nó quá quan trọng. Tại sao chúng ta phải điều khiển được cái gradient thay màu cho nó? Bởi vì các bạn có thấy rằng gradient đang là màu xanh không ạ? Tôi muốn là màu đen trắng thì sao? Chỉ bắt buộc các bạn muốn chọn nhanh thì ấn vào đây. Đây đen trắng ấy, ấn vào đây cái. Thì các bạn có thấy là bên này là màu đen và bên này màu trắng. Thì lúc này tôi giải thích cho bạn nhé. Nhìn này, nhìn cái chỗ này chưa? Đây là màu đen nhá. Đây là màu trắng và đây là màu ghi nhá. Vậy thì nó chính là cái này đây ạ. Vậy đây là màu đen tượng trưng cho việc mất hình, màu trắng tượng trưng cho việc còn hình, giữ này phần này sáng nhất, và màu ghi là tượng trưng cho giữ mất và còn, đấy là chỉ chìm vào nền thôi. Nó giống hệt như gradient của Photoshop. Nếu mà em thực sự mà chuẩn chỉnh được thì em sẽ làm in nút, thậm chí đôi nút cũng có thể nhịn hơn là Photoshop được, bởi vì nó có nhiều tính năng cho chữ, cho bể cong các kiểu đó. Nào, sau khi tôi đã làm xong cái gradient Photoshop, nó có một cái hạn chế là sau khi ông kéo rồi, ông đã chui vào ông chỉnh được, nó chết ngay vị trí đấy rồi. Nhưng ông này thì ông lại chỉnh được, là tôi kéo tiếp, tôi vào tôi vẽ thêm cái gì đó tôi vẫn được. Nhưng cái ông Photoshop thì lại hơi bị hạn chế, tôi kéo rồi thì tôi lại không làm được điều đó nữa, nó hay bị chết, nó không chui vào được để điều khiển cái miếng đó, nó chỉ điều khiển bên ngoài thôi. Tất nhiên chui vào thì vẫn chui được, bởi vì bạn giữ phím man bên Photoshop bạn kích vào là vẫn chui vào được, nhưng nó không tiện được như thằng này. Tôi nói luôn cho bạn biết nào. Vậy thì trong quy trình khi chọn thì khi bạn tích vào đây, nó là màu đen tượng trưng cho mất hình, màu trắng còn hình và màu ghi mất và còn. Các bạn hiểu phần đấy này chưa? Và nguyên tắc là chúng ta muốn rõ phần nào thì chúng ta sẽ kéo màu trắng ở phần đấy, đúng không? Cái này tôi muốn là cái mặt cô gái phải rõ, cái đồng hồ cô gái phải rõ. Tôi chỉ muốn là nằm mờ từ tay này hết đường lại thôi. Thì chúng ta ấn vào phím G, các bạn nhìn đến phím G chưa? Thì các bạn có đồng ý với tôi chỗ này màu trắng rồi, chỗ này màu gì? Đen rồi. Và chỗ này là màu gì? Ghi, đúng không? Vậy ok, tôi sẽ thay thế bằng cách là hôm trước tôi có dạy là kéo hướng của gradient chưa? Đấy, bài đấy mà không nắm được nha, còn lâu bài này mới gọi ôi, sao cái đoạn này nóng vàng ngoẳng. Cái bài trước có nắm đâu, cũng không làm, cũng không để hiện được gì, chúng ta không làm được cái này. Thì bạn nhìn này, tôi cầm tôi kéo đây. Em nhìn chưa? Thì cái này rõ chưa? Đây màu trắng bắt đầu từ đây, thì có vẻ là cái rõ hình không? Chỗ này chỉ cái này nó. Và cũng không bao giờ được quyền kéo gradient vượt quá cái mép ảnh. Đấy nhá, tôi nói điều kiện lại nhá, kéo tại sao vượt quá mép ảnh là không được. Đây tôi cho bạn xem. Thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra nha, chỗ này chúng ta sẽ bị mờ bởi cái vệt. Bởi vì chỗ này là hướng gì? G. Chỗ này là màu gì ạ? Màu ghi, nó có phải là mất hình đâu. Nhìn thấy này chưa? Rồi ok. Vậy thì các bạn hiểu là không bao giờ được quyền kéo gradient vượt quá mép ảnh. Ghi cái từ đó lại, không để ý. Có nhiều người cứ kéo bừa kéo mãi ra, xong rồi kéo vượt qua mấy mảnh mà em làm mãi chưa chỉ một lần cho anh được. Xong chưa? Nào, lúc này chúng ta sẽ kéo từ đây đến đây. Và sau đối tượng mà đã chìm vào ảnh rồi thì chúng ta thấy là khá ok rồi, thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Và tất nhiên bên này sẽ là đặt text, và bên này sẽ là đặt ảnh sản phẩm của chúng ta, và bên này đặt sản phẩm để chúng ta minh chứng được việc là chúng ta làm cái đồng hồ. Các bạn đồng ý không ạ? Ok, vậy thì sau khi đã làm xong thì đây là chính là cái cách
làm ảnh chìm vào nền, nhớ chưa? Ok, trong quy trình là ảnh chìm vào nền thì các bạn người đã có hai phong cách. Phong cách thứ nhất là làm ảnh chìm vào nền từ trái qua phải, và phong cách thứ hai là làm theo kéo gradient theo hình tròn. Thì có phải là em có thấy là cái tóc của gái và cái vai của gái nó đang cua theo hình tròn này không ạ? Thì tôi cua theo hình tròn như thế mới có đẹp hơn không ạ? Đúng không? Ok, vậy thì tôi thay đổi phong cách bằng trong cách là gradient. Đây chính là gradient ạ. Nếu đang từ trái qua phải thì tôi có thể đấn vào phím G và tôi thay thế gradient bằng gradient. Cái này có tác dụng chưa? Và đúng rồi, đang chụp ở giữa này, em nhìn chụp ở giữa chưa? Ok, tôi đặt tâm sáng ở đây và tôi kéo rộng như này. Thì bạn sẽ thấy là chủ chìm theo cách này. Đấy, nhìn này mà. Nhưng cái này nó có nguy hiểm là cái này là máu trắng, nó trắng hết đây, ra đây đã bị ghi rồi. Có đồng ý không ạ? Mà ra đây đã bị ghi thì có vẻ ảnh sẽ bị chìm vào này đúng không ạ? Mà tôi muốn là cái mặt nó phải rõ cơ mà. Thì làm cái nào? Vậy thì người ta mới sinh ra cái giá trị là gradient này có thêm được điểm không? Tôi đang dùng gradient theo trắng rồi nhá. Màu trắng tượng trưng cho việc còn hình, tích vào, chọn màu trắng cho tôi. Chắc chắn là các bạn sẽ có điều mà các bạn muốn, thật rõ chưa? Bởi vì lúc này chúng ta di lại nhá, nhìn này. Em có thấy nhá, màu trắng lên đây rồi này. Hiểu không chưa? Còn muốn trắng nữa thì ok, kéo núi lại lên đây thì các bạn sẽ thấy chỗ này chỉ vào này thôi, chỗ này nó sẽ cua theo hình tròn. Và cua theo hình tròn thì bây giờ cũng đẹp hơn so với phương thức cả từ trái qua phải. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, là vứt một điểm này đi. Đấy, hiểu cách làm chưa? Ok, sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những giá trị đấy, tôi thay đổi hướng gradient một tí nào. Sau khi làm xong toàn bộ, bạn thoát và dứt lệnh của gradient mặt này bằng cách tích ra ô ảnh. Đấy là bước quan trọng cuối cùng, là bước số 6 đấy. Bước số 6 chính là thoát lệnh, ghi quan trọng nhất. Nếu chúng ta mà không thoát lệnh này thì chúng ta vẽ bất cứ hình gì ra đều không có màu. Đấy nhá, em nhìn thấy anh đang ở mặt nạ đúng không? Nên là nếu mà ai sau này mà rơi trường hợp đấy, anh Khánh em vẽ màu nó không ra màu mà rõ ràng em chọn màu đỏ rồi, ok, nhìn vào mặt nạ đi. Chỉ có người tắt thế thôi. Nhìn này, có nhiều người vẽ một cái hình nha, đây em chọn này, có ra màu đâu. Bởi vì nó ở trong mặt nạ mà. Ông đã thoát được một giỏi vẽ, ông tích vào đây. Đây chính là dứt lệnh. Hiểu phần dứt lệnh chưa? Phải nhớ là phải tích ra dứt lệnh, đây là bước quan trọng nhất. Tuy rằng chả phải làm gì mấy nhưng mà nó là quan trọng nhất. Xong chưa? Rồi, xong rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta lại copy thêm một nữa. À biết đâu được cái màu này tôi thích là cái này nó lại là màu đầm ra. Ok, tôi chọn được gradient rồi tôi thay đổi màu, nó kích vào đây điểm y ngắn, giữ shift chỉ vào đây là màu đậm. Đúng chưa? Chọn vào đây, y ngắn chỉ vào màu da người. Ok, hoặc là màu tóc này được không ạ? Em thấy tôi sẽ làm cho tông và lúc này tôi đỡ phải chỉnh màu blend màu cho dễ khó lắm. Được chưa? Thế là đã có được cái này đúng không ạ? Chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo, lại chọn vào ảnh chỉ vào đến file, chọn vào blade. À, chúng ta sẽ kéo một cái thư viện này, chúng ta chọn vào cái khác. Tôi chọn vào thời trang. Trong thời trang tôi sẽ chọn vào thời trang này. À, nước hoa đi, nó đẹp. Nhìn ạ. Ok, vậy thì trong quy trình khi mà nó nước hoa này, các bạn có hai cách. Cách số 1 là bạn sẽ chọn kéo sang đây. Bạn làm chìm với bông hoa. Thì cái này nó có một cái rất dở là cái vùng tiếp giáp giữa cái này nó bị sao ạ? Nó bị sao ạ? Không phải, mà hình vật thể của chúng ta bị sát mép bên cạnh thì có nghĩa là đấy là một trong những giá trị phạm luật. Có nghĩa là khi đường chéo chạy ra như này thì vật thể sẽ sát mép này là không ok. Nhìn chưa? Người ta có hai phương thức để làm cái này. Làm thứ nhất là các bạn sẽ dùng cho tôi một chiêu thức, đó là dùng công cụ M. Chúng ta quét qua này. Em nhìn nha, quét qua đây tôi cực kỳ khéo. Được chưa? Tôi ấn vào D và tôi sụp cho bạn mất màu cho bạn dễ nhìn, tôi đẩy sang. Có nhìn thấy khe chỗ này không ạ? Ok, cái khe này nó chỉ cách lên một tí thôi. Bạn biết tôi làm định làm gì không? Tôi sẽ lấy cái vùng màu đây tôi kéo giãn ra đấy. Thì mà rõ ràng đây là input. Chúng ta đang làm input mà. Và để muốn chụp vào đấy thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F để lấy hai cái bản. Lấy hai bản đi chưa? Rồi sau đó chọn bản số 2, chọn vào Ctrl số 7 thì có phải tôi có được cái hình này không ạ? Tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo từ cái này sang này. Đây. Đây là trò mà chúng ta cũng làm khá là thú vị. Em nhìn này chưa? Đấy, to dài như này mà.
Còn nếu em chỉ vẽ đúng bằng miếng thì nó dễ. Đây, vẽ bằng miếng anh này. Em cho dễ lại, được nhá. Cái hình này vật thể của em này. Em sẽ kéo vô cho nó xít lại nhỉ. Chọn đối tượng 2 và căn số 7 nhỉ. Thì lúc này em sẽ quyền đẩy từ trái qua phải thì cái hình nó đỡ phải kéo nhiều, em nhìn ra. Em đỡ phải kéo nhiều. À, ok, đẩy vào đây. Cẩn thận nó không ao ngoài chết. Ui. Xóa nha. Xóa thì chắc là không sao. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái hình khác vậy không này. Đời ngoài mất tết. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là thư viện ảnh và chúng ta chọn vào nước hoa. Trong phần nước hoa thì tôi cũng có nhiều cái hình rồi. Các bạn có thể chọn được cái hình cô gái. Nó có thể như này, có thể như thế kia. Đấy, các bạn nhìn ra. Nó có sẵn rồi. Tất nhiên chúng ta sổ qua làm Photoshop thì càng tốt nha. Ok, tôi chọn rồi. Chúng ta kéo vào đây. Hình này chúng ta sẽ đặt bên tay trái. Được chưa? Để sang bên tay trái nha. Nào. Vậy đối tượng này chúng ta cũng bước 1 là chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào gần ngoài. Bước 4 bỏ clip để nhìn nghe. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Chúng ta vẽ to hơn bằng. Nhìn nhận. Và đối tượng đang là gradient màu xanh. Xanh đen. Nên tôi thay đổi gradient của nó là đen trắng. Bởi vì tôi đã giải thích rồi. Mặt nạ cho ảnh đen trắng là tốt nhất. Nên tôi chọn đen trắng thôi. Bởi vì cái này có sẵn rồi. Thích vào đấy cái này sẽ mang đen trắng. Và lúc này gradient của tôi bên là màu đen tượng trưng như bên này. Màu trắng tượng trưng như bên này. Chính vậy nó bị chín này. Tôi đảo hướng gradient bằng cách dùng phím G là bước 1. Em ấn phím G kéo ngược lại thì ok. Còn nếu không em sẽ dùng phương thức đảo chiều thôi. Hôm trước học cái này rồi. Đó là cách đảo chiều gradient từ đậm sang nhạt và từ nhạt sang đậm. Ấn vào mũi này thôi. Ngược lại. Đúng không? Thực ra nó giống nhau mà. Ôi thấy anh làm lòng hoáng nhưng mà em lại thấy cái kiểu khác hả? Chọn ngày có chết ai đâu. Đúng không? Tính nhốt vào không chọn màu trắng cũng thế mà. Và lúc này tôi ấn vào phím G thì bạn sẽ nhìn thấy cái màu đen tôi kéo ngược lại. Ok, nó rõ ràng nhỉ. Và lúc này tôi cũng chọn phương thức đó là gradient theo hình tròn. Còn hình tròn thì các bạn có thấy bị ngược không? Ok, nó ấn vào đây thì nó ngược lại. Chúng ta dọn phím G chúng ta kéo đây. Nhìn chưa? Và trong quy trình ngược lại như vậy tôi sẽ chọn vào biểu tượng tích ở đây là màu trắng để cho nó rõ ràng. Nhìn không ạ? Ok. Và sau khi đã làm xong được cái tiêu chí của cái thứ hai này, chúng ta thoát bỏ ra cái thứ hai. Thế là chúng ta đã chuyển từ trái từ phải qua trái từ trái qua phải rồi đúng không, hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ sẽ dùng cái phương thức số 3 là dùng cái chính nguyên liệu của các bạn nè, đó là chúng ta phải đổi biết cách hình đúng không ạ? Rồi các bạn đi cách đổ bóng đấy, hôm trước bảo đổ 20 cái còn chưa, nếu mà không 20 cái đi thì có phải hôm nay lại phải đổ lại, nếu mà làm lên vậy đấy là chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào click. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến một sản phẩm. Các bạn có thể chọn một cái biểu tượng là thư viện này. Chúng ta chọn là new folder. Bài này thì tôi đã làm rất là nhiều rồi. Không có cái gì new folder 1. Thư viện này new folder. Đây. Và trong phần new folder thì nó sẽ có một phần là kỹ thuật số. Thì bạn sẽ chọn kỹ thuật số trong đấy có điện thoại. Thì trong điện thoại thì bạn có sản phẩm. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một sản phẩm về điện thoại. Nhớ một điều rằng sản phẩm chọn lựa thì cũng phải tính toán. Chứ không phải cái gì cũng chọn được. Tôi sẽ chọn điện thoại iPhone 6 có thể như này hoặc có thể là như này. Nếu em dùng cái này thì lại phải dùng thủ thuật, còn bình thường thì sẽ không phải dùng thủ thuật, thì tôi tính sau rồi dưới đến bài đấy. Các bạn nhìn này chưa? Thủ thuật bởi vì nó không phải là nhìn thẳng tưng. Photoshop thì làm đơn giản hơn, nhưng Illustrator thì làm khó hơn. Illustrator phải dùng thêm một chiêu nữa là chiêu bẻ cong thì em mới làm được cái ảnh nó vát chéo theo cái độ hút của em được. Tất nhiên tôi xử lý hết được cho các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa học đến và phần đấy thì ok, phải chấp nhận là chúng ta dùng cái hình điện thoại đơn giản hơn. Chọn sẽ là chọn trong phương thức thẳng đứng nha, các bạn nhớ nhá. Chúng ta tìm xem là cái nào nó được nhất thì chúng ta sẽ dùng.
Ok, tôi chọn này đi. Đây ạ. Đúng chưa? Thì cái đối tượng này là một đối tượng cực kỳ dễ. Tại sao tôi nói dễ? Bởi vì là vốn dĩ là nó đâu có góc cạnh nhiều đâu ạ. Đúng không ạ? Làm quá dễ. Và công việc đầu tiên là các bạn phải đồ được hình nó. Đúng không ạ? Và tôi đồ thôi. Nào, bây giờ dùng pen. Đúng không ạ? Tích vào đây điểm. Giữ shift tôi tích vào đây là đường thẳng. Chỗ này đường cong ha. Cầm này kéo đây. Không, bởi vì anh làm nghìn lần rồi. Em thì phải quá hay đúng. Em nói rất chuẩn. Anh bỏ qua thao tác không? À, giữ shift như nó thẳng hàng nhé. Tích vào đây. Giữ shift tích vào đây. Tích vào đây. Chúng ta có đi từng bàn một đi thật kỹ cho tôi thì cái gì nó cũng được hết. Ok, kéo xuống dưới giữ shift. Yên tâm nó thẳng hàng mà. Dạ. Đó. Nào, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thao tác nữa là tôi có đối tượng 1 giữ shift, đối tượng 2. Bạn cũng có thể là chọn mặt sau. Được không? Muốn chọn mặt sau dễ không ạ? Mặt trước mặt sau giống nhau ngay. Mặt trước mặt sau có giống nhau không ạ? Thì chỉ việc làm một thao tác là giữ phím an kéo sang đây thôi. Nhìn này. Chọn đối tượng này, kéo sang đây thôi. Thế quá luôn mặt sau đúng không ạ? Hai cái giống nhau mà. Không, rồi bình tĩnh đã. Anh không cần được 8 vụ. Cái anh bỏ đi, cái này anh bỏ đi. Nhìn nhá, cái này anh bỏ lốt đi. Không biết cái này nó có không? Đây là hình này. Nhìn chưa? Anh sẽ chơi tròn xong anh copy đường 2. Một cái này tôi vất nha, cái này này, anh sẽ vất cái bên phải đi, cái này anh sẽ vất bên trái đi. Mục tiêu là gì? Cái này quét qua Ctrl số 7 thì có phải lấy được cái bên tay phải này không ạ? Và cũng tương tự như vậy, quét qua này thì ấn vào Ctrl 7 thì có phải lấy được cái bên phải không ạ? Bởi vì làm sao? Mục đích của tôi là tôi muốn xếp điện thoại như này này. Nếu xa nhau tôi có thể xếp gần nhau được mà, tại sao không làm được? Đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ việc nhân bản hai lần là chúng ta làm được điều đó. Ok, sau khi làm xong thì chúng ta đã thấy là khá là được rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ trơn tròn sau cái này tôi thu nhỏ lại được không? Thì tôi đặt hình này. Ok, cảnh này tôi sẽ chọn này, tôi sẽ thu nhỏ lại. Bởi vì nguyên tắc của ảnh là không bao giờ được quá to so với hình. Nha, to nó bị tràn ra ngoài mình, nó vừa sau vừa vặn, nó đủ độ đẹp là tôi thấy ưng ý nhất rồi. Thì các bạn nhìn là ở đây nó xin làm cái việc như sau là di quang. Các bạn sẽ thấy bị gạch chéo. Nhìn nó bị gạch chéo chưa? Có nghĩa là nó đang báo hiệu cho bạn biết là cái ảnh này vốn dĩ bản thân nó vẫn còn đường link và có thể chỉnh sửa Photoshop được. Và phần thứ hai, đây là một trong những cái đối tượng mà nếu mà em làm nhiều file mà ảnh có nhiều như này nó sẽ bị nặng máy. Nên chính vậy tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức đó là cắt bỏ phần thừa sau khi cho ảnh chung vào khung. Các bạn ghi đi cách cắt bỏ phần thừa cho ảnh sau khi cho khung xong. Đấy, hôm sau tôi lại ngồi, tôi lại ngày cày kéo cái phần gradient này, tôi lại gửi cho bạn một đống bài. Ông nào cứ trả tôi hết xong đống bài này rồi. Còn không trả bài được, được rồi. Bởi vì tôi đã mất công, tôi dùng cả phần tech. Tôi làm cho các bạn để tâm dưỡng là đó. Hôm trước thì vừa gửi một cái bài về cái đồng hồ cho một bạn làm thử, bạn không làm được. Bài mà tôi dùng những hiệu ứng mà trộn trộn lại với nhau đồng hồ ấy. Là vẫn thiếu. Đấy, ok, tôi sẽ chọn này được chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây nó có hai phương thức. Bạn muốn thể hiện rằng có cả bóng thì tôi vẫn có thể làm được cho bạn. Nha. Và để muốn làm ra bóng đổ giữa hai đối tượng này với nhau thì rất là đơn giản. Bằng cách em chỉ vẽ một cái hình vào đây thôi. Em nhìn hình rồi chưa? Tôi sẽ chọn cho năm biểu tượng màu đen, đấy là chuyện đương nhiên, bóng nó phải màu đen. Còn vấn đề đừng có đen quá, vậy thì nên lên con opacity. Không muốn đen thì chắc chắn là opacity của mình nhá. Tôi sẽ chọn vào effect, tôi chọn vào blur, bởi vì mình học là học thiết kế, phải học tư duy chứ không phải là cái gì cũng thuộc vẹt. Thuộc vẹt chết. Này nhìn nhá. Nhìn này nhá. Nhưng em vừa thấy là bên này nó bị có vấn đề không ạ? Rất đơn giản, cần phải trong dưới. Người ta có hai phương thức, cần quét qua phần này này. Cần dùng cái này nó sẽ tốt hơn này. Em nhìn này, quét qua. Nhìn chưa? Chọn đối tượng 1, giữ shift, chọn đối tượng 2, ấn vào căn chân số 7 thì này tự khắc nó có một cái khe giữa thằng mét cơ căng. Và sau đó thì em chỉ cần giảm độ, nhưng thực chất cái này còn không bao giờ đẹp mấy. À, cái này lại không đẹp nhá, nhìn này. Cũng là phương thức đấy nha em nhìn nhá. Chúng ta dùng hình tròn. Hình ellipse lại dùng thích hơn nhiều. Nhìn này. Chọn vào màu này. Cho xem effect, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur. Được không? Lúc này em mới dùng cái hình tròn ngoài. Em cắt một nửa chút thôi. Nhìn chưa? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Căn chân số 7 này. Cái trò này rất là hay ở chỗ này. Nhiều lúc em cho một cái hình chui vào bên trong.
cho chữ chui vào cái kiểu mình lại trong tờ giấy mình nhét nó chui trong ấy, thì cái này làm rất là tốt. Em có thể chọn thu nhỏ lại, chọn nữa em đẩy sang bên tay trái. Em nhìn này chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào Multi, sau đó giảm độ. Đấy, ok, còn cảm thích thì kéo dài cái này. Nó cũng kéo dài được không? Em nhìn chưa? Và lúc này chúng ta có bóng đổ. Kiểu này chưa đó. Và cái bóng đổ này nếu mà em thấy cảm động thì em tùy thuộc theo cái khả năng mắt nhìn của em, nó thể xuống tí nữa thì nó sẽ được nhạt nhạt. Đây cách thức mình làm. Kiểu này chưa? Tôi làm được như Photoshop mà, không thiếu gì Photoshop. Thậm chí là tôi làm cho bạn biết, tại vì đây là CMYK nhưng tôi chuyển sang GB thì lại câu chuyện nó khác hẳn. Lại long lanh lên rất nhiều. Nào, bước 1, với cái ảnh này các bạn có thấy là ảnh nó phần thừa không ạ? Thì bước 1 bạn nhìn này, chọn vào đối tượng ảnh. Cắt bỏ phần thừa của ảnh thì bước 1 chọn vào ảnh. Bước 1 chọn ảnh. Bước 2 chọn vào transparency. Chọn transparency ghi rõ nhá. Thằng về nhà lần sau kiểm tra bài, kiểm tra vở. Xem ghi có tử tế không? Trông kiểm vở không đi sáng mà. Chọn vở sáng, mày đã học buổi tối rồi. Còn học buổi tối không? Chọn cái ảnh sáng này không phải mắt cận. Nhưng mà nó học ông Khánh xong rồi mắt cận. Nào, bước 2 bạn chọn là Multify. Đấy, hôm trước phải giao bài nói dạy ăn tiền đó. Phải làm ngay. Còn một ông nữa, ông chưa thấy nộp bài gì cả. Ô, gần cận em. Nào bài chưa? Đúng rồi, đang 2/3. Năm mươi nghìn. Nhá, ông nào mà hôm nay mà chưa làm bài tập, chưa làm đủ bài tập thì tự giác nhá. Tôi nói cả hai ấy, không phải nói một bên đâu. Multi, được chưa? Sau khi chọn Multi xong, em sẽ chọn Object và chúng ta chọn vào Pattern Transparency. Đây là một trong tính năng mà chúng ta dùng đi dùng lại rất nhiều. Và nó có thêm tính năng nữa là cắt bỏ phần ảnh thừa. Có nhiều người nói anh ấy tại sao không dùng Xpen. Đúng rồi, anh biết em là đúng mà, nhưng vấn đề anh thích dùng cái này. Bởi vì đầu anh chỉ nhớ một lệnh mà được 10 lệnh. Thằng có nhiều tính năng mà, Xpen nó biến toàn bộ đối tượng nó trở thành vector được. Thì ông này cũng chỉ có muốn tính năng đấy thì lại không có tính năng của thằng ấy. Đơn giản thế thôi, được chưa? Và khi cắt bỏ phần ảnh thừa thì các bạn có đồng ý tôi ảnh nó sẽ nhẹ đi không ạ? Và đấy là một trong những cách người ta gọi là comfort file. Tại sao file của em nhẹ hơn thằng khác đấy ạ? Vậy thì em giỏi hơn thằng khác một độ rồi đấy ạ. Chứ đừng có nói là làm đẹp, nhưng làm đẹp file nó chỉ trực tiếp vứt đi, không gửi mail cho khách hàng vứt đi. Mạng này đặc biệt là những thằng mà mạng nó là năng nát một tí thôi, ngồi mà khóc. Ok, chụp nó tốt in được không ạ? Còn phải liên quan in đấy, nhà ông in này. Chụp nát tốt. Chọn alpha giúp anh. Chọn alpha. Được chưa? Đấy, chỉ có bây giờ chỉ có một cách là làm nhiều. Hay ạ. Về nhà đừng nghệ sĩ quá. Chết dùng, không cần dùng chuột. Tôi thấy khiếp luôn. Nhìn này xong chưa? Bước 2 tôi cũng chọn ảnh như này. Tôi chọn Transparency, tôi chọn Multify. Rồi tôi cũng chọn vào Object, tôi chọn vào Pattern Transparency. Đoạn này phải nhanh. Như cái kia mà, Alpha ok ấn. Thế là xong. Em nhìn gì qua? Nhìn chưa? Nó đúng bằng cái khung hình của mình. Vậy thì nó cắt bỏ phần thừa thì có nghĩa đây là một phương thức giảm nhẹ dung lượng ngoài. Tôi chỉ nói là một phương thức thôi nhá, không phải là phương thức tối ưu. Tối ưu phải chuyển sang Photoshop, cắt, làm chuẩn đi, vứt sang đây nhẹ ngay. Đúng này là mất luôn đường link rồi. À, mất đường link nhưng vẫn là có thể lại xuất nó thành một file Photoshop, lại chỉnh bên Photoshop được tiếp. Bằng cách các bạn nhìn này, khi tích vào đây không có này, tích đúp vào. Tích đúp vào nữa thì các bạn càng tích đúp bao nhiêu thì bạn sẽ chui vào đúng cái ảnh đấy. Thì ở đây nó có chữ. Cái này nó rất hay nè. Sau khi em dàn xong em cắt rồi, khách hàng bảo em này, cái màu nó đẹp lắm. Chuyển sang Photoshop chỉnh cho anh cái cho đẹp hơn. Em cắt từ nãy hùng hồn vừa cắt bao thứ lên em bảo chỉnh. Ông giờ hơi à. Được chưa? Nó xếp vào một cái đuôi. Và đuôi này nó gọi là Photoshop. Đây là một trường hợp anh đã cho học sinh của anh làm rồi. Bởi vì một lần là anh cho bạn mới làm dàn một quyển catalog về thiết bị vệ sinh. Thì cái thiết bị vệ sinh ấy có những bạn chụp vào một buổi chiều, có những chụp buổi sáng, có những cái vậy thì cuối cùng đưa cho kiểu catalog lên thì nó lại bị theo kiểu như trắng, nhưng mà lại có những trắng xanh trắng ngà. Người ta bảo là không phải chỉnh hết thành trắng ngà cho anh. Vậy thì có phải đáng nhẽ phải chỉnh Photoshop không em? Chẳng nhẽ bây giờ ảnh cắt đường link nhưng bạn lại không biết cái này, thế mình củ chuối. Nên bắt buộc là phải nói cho mọi người trong những tập sắp tới là như thế đấy ạ. Nên đây là một trong những hành trang mà các bạn bật dính Photoshop xong bạn chỉnh lại cho tôi là chắc chắn rồi. Đấy, sau khi làm xong thì bạn có ảnh đúng không ạ? Muốn sắc nét đúng không ạ?
Rồi Ctrl C, Ctrl M. Thì để mua ảnh sắc nét người ta dùng chế độ Spotlight nhé, chế độ Spotlight. Đây đi. Đây ảnh ảnh của em nhìn chưa? Đấy nhá, em bỏ cái file này ra ngoài. Nhìn này, chọn này, Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên, dùng chế độ hòa trộn overlay. Overlay là sắc độ đậm nhất, em nhìn chưa? Nhìn chưa? Còn Spotlight là chế độ nhẹ nhàng hơn, bởi vì đây là nguyên tắc lấy từ Photoshop ra. Nên là con nói thật với em mà nhiều người các bạn ạ, anh chỉ nhận một nhưng mà lần hai chắc anh không chỉ được, xin lỗi. Cái này nó là máu của tôi rồi, nó chảy vào huyết quản tôi rồi. Nên tôi làm cái gì tôi cũng thuộc mà. Em hiểu chưa? Có nghĩa là gần như mình đang chơi. Lúc này đấy thì sau khi mà tôi đã làm xong sản phẩm thì tôi đã kéo xong cái này một tí. Nhìn không ạ? Thì cách đầu tiên là làm thô sơ. Làm thô sơ có nghĩa là không có tí hiệu ứng nào bằng background cả. Nên chúng ta sẽ chơi một trò như sau, đó là Ctrl C, Ctrl F là copy xuống dưới. Và khi copy xuống dưới với cái gradient này, vô tình em đã tạo ra một cái sắc độ, đó là nó có gì? Không gian. Do một cái gradient là hình tròn, nó gradient hình tròn bị bóp bẹt xuống thì em có thấy nó sẽ có không gian mà. Nhìn này chưa? Ok. Vậy tạm thời để cái này đây đã nhá. Bây giờ làm bóng đổ cho đẹp đã. Bước 1 làm bóng đổ bằng cách chọn một này. Nhìn nhá. Ctrl C, Ctrl F là có phải là tạo ra phiên bản thứ hai không ạ? Thì cái đối tượng này các bạn đang thấy là tôi đang dùng Spotlight không ạ? Bởi vì bóng ok, tôi trở về normal để cho nó dễ đã. Tôi kéo từ trên xuống dưới, bóng đổ thì có phải lộn ngược lại không em? Và nguyên tắc của tôi cứ dùng thoải mái, có là dùng cho đúng cái hình chứ đừng có kéo cho nó bẹt bẹt quá thì nó sẽ rất là khó. Em nhìn thấy không? Và nguyên tắc của bóng đổ riêng cái này đấy, nó phải cách nhau một lần ấn vào xuống dưới như này. Cái bóng ấy em sẽ cho nó cách một tí xíu thì sẽ dễ đẹp, bởi vì anh sẽ phải cho một cái màu đậm ở dưới nữa cơ. Cứ nghĩa là để hoàn thiện cho nó làm đẹp hơn. Và chúng ta làm tại sao chúng ta ghép bóng của chúng ta đẹp hơn thằng kia? Bởi vì thực ra đó là một tí cái của tôi đấy. Cho nên cho em hỏi một chút, có cách nào điều chỉnh một cái bước mà khi mình ấn một cái xuống dưới? Nhưng xuống dưới đây có hai cách, một là ăn theo máy, hai là tự làm nhé. Không phải canh chúng cam mà chúng ta sẽ chơi trò này. Em có thấy là chúng ta cần pixel á. Em muốn dịch chuyển bao nhiêu thì đừng quá độ, bởi vì em muốn vậy thì em lại phải lấy hình vuông em đo. Vậy thì nó mặc định ở đúng rồi. Nhưng mà mình thấy nó hơi dài quá thì lại mình phải phóng con lên để mình dịch chuyển bằng chuột của mình. Càng phóng to bao nhiêu thì càng chính xác bao nhiêu, và nó lộ ra một cái khe này thì nó sẽ rất là đẹp. Các bạn hiểu về chưa? Chứ anh không bao giờ cho dính níu lại nhau được như vậy đâu. Đấy nguyên tắc của bóng như vậy. Là bước 1 ta sẽ chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip. Bước 5 vẽ một hình to hơn đồng bằng. Cái đoạn này nó hơi nằm ngoằng so với Illust đi. Hơi Photoshop thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy gradient đang màu xanh. Cái này cũng trở về đen trắng thôi. Đúng không? Thì các bạn có thấy là nếu mà trở về đen trắng thì cái vốn dĩ của chúng ta đang là bên này là màu đen, tượng trưng cho mất hình, bên là mất hình, bên này còn hình. Vậy thì hướng gradient nó phải từ trên xuống dưới. Và từ trên xuống dưới thì tôi có một cái quan điểm như sau, là tôi không bao giờ kéo từ gradient kéo nhảy. Em biết tại sao? Bởi vì cái này quá sáng. Có nghĩa là cái điểm sáng này nó không thể sáng bằng cái này được. Nên thường thường tôi phải chọn ở giữa từ kéo nhảy này. Thì cái bóng đổ nó vừa đủ độ chẳng hạn. Nó cũng sáng nhưng không thể sáng bằng cái trên, thì nó sẽ đúng là bóng của nó. Em hiểu chưa? Tại vì chỗ này là màu gì? Đấy, đấy là lý do đấy. Và sau khi làm xong thì bạn thoát lệnh giúp tôi cái, bạn đã có được cái bóng đổ đối tượng. Và đây là bóng đổ của... Và tất nhiên tôi sẽ có cái thứ hai bằng cách lại chọn được đối tượng số 2. Mình làm tuần tự mà. Ctrl C, Ctrl F lại copy đẩy xuống dưới. Nhìn ạ. Bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn chân vào tuần C. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn cái ảnh. Bước 5 vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Chọn vào gradient đen trắng. Ok rồi. Hướng theo hướng gradient G. Nhìn này chưa? Kéo từ trên xuống dưới nhỉ. Kéo này chưa? Ok. Thế thì sau khi mà tôi đã kéo một được khá tốt rồi, tôi có thể kéo hơi chéo nhỉ. Em thấy tôi kéo hơi chéo nhỉ. Tại sao kéo hơi chéo mà không kéo thẳng? Bởi vì nó đỡ bị chìm cái này. Đấy là một trong cách xử lý rồi. Sau khi làm xong bạn thoát lệnh ra ngoài, tôi đã có bóng đổ của đối tượng mà tôi muốn. Đấy, làm xong bóng đổ. Và tất nhiên ông này phải cách một. Em nhìn thấy cách một cái thì nó sẽ dễ chịu hơn, nhìn chưa? Đấy, nên là đôi lúc kéo sắt chắc bị ăn được không? Nó dễ được hơn nha. Sau khi làm xong, bắt đầu chúng ta tiếp tục đến một giai đoạn nữa, đó là vẽ ra một cái hình ellipse giúp tôi.
Enip nha. Để đây. Và nhớ một điều rằng anh hãy chọn cho tôi một cái màu đó là in ngắn giữ ship, chọn ở đây là màu xanh đậm. Tại sao tôi không chọn buông ship ra, bởi vì nếu em buông ship ra em dùng ship này thì nó lại là gradient. Đấy. Anh nhau chỗ đấy. Mà đó là tôi nói cho bạn biết là muốn cóp màu, tại sao muốn đúng cóp màu chỗ đấy thì tôi phải dùng ship là vì thế đó. Đấy. Y ngắn làm nhanh là vậy mà. Tôi cứ làm tôi bây giờ phải tính đâu mà, bởi vì nó thuộc quá. Làm đến đoạn này mà nhiều người xem ui tại sao anh làm được mà nhanh thế. Đúng rồi, anh ảo thuật. Effect chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur. Và chúng ta chọn vào đây thì bóng đối tượng nó nhòe này. Được chưa? Và bóng nhòe muốn nhòe đậm thì người ta sẽ chọn vào multi, multi là làm đậm màu. Và sau khi làm đậm màu xong thì em sẽ chọn opacity nó vừa phải thì nó sẽ đẹp hơn. Và tất nhiên nó phải nằm dưới ông này. Nên tôi sẽ chọn ông này. Người ta chọn ông này cho dưới một lên. Đây. Vậy thì ông này có nằm dưới không? Đó, sau khi có ông này xong, anh sẽ có copy xong ông này. Và tất nhiên là chúng thu nhỏ lại chứ. Đúng không? Và tất nhiên sẽ chơi tròn như sau. Vậy rõ ràng hai bóng của ông này là phải là nằm dưới của hai ông này không ạ? Và đơn giản quét qua nháy giữ ship. Quét qua thêm nữa thì có phải chọn được hai ông này không ạ? Được chưa? Cho nên trên tất cả các chiếc ngọc vuông lên trên. Xong. Chứ ngồi đi mà đếm cái này mệt phết đấy. Mà xong khi đó em có thấy anh em mình làm một đống ở hình trên không? Nó nhiều layer tính sao? Chỉ có một thứ làm nhanh. Quét qua nhìn chưa? Giữ ship này. Thiếu phải chọn hai ông này không? Kéo ra. Tôi đảm bảo cho mọi người chắc chắn bọn này sẽ lên trên một cái chip hoặc vô thì phải. Đúng chưa? Đấy. Người ta chỉ ăn nhau về mặt kinh nghiệm này. Người ta kinh nghiệm đã là kinh nghiệm làm đẹp rồi. Người ta còn kinh nghiệm làm nhanh. Thì tất nhiên là nước người ta phải cao. Đúng không? Ok, vậy thì sau khi tôi đã làm xong bóng đủ đối tượng rồi. Được chưa? Tiếp tục chúng ta chọn sang bên tay phải. Có nhiều hình thức là chúng ta sẽ lấy một hình ảnh người chỉnh vào nền để làm cho nó. Hoặc nếu chúng ta không chọn thì chúng ta sẽ chọn theo phương thức này. Thì cách thứ hai tôi sẽ chọn đầu tiên là bóng. Nhìn bóng nhỉ? Cái miếng dưới là màu trắng nhỉ? Sau đó thì chúng ta sẽ dùng công cụ Shift C. Shift C là công cụ bẻ cong một cách trực tiếp trong PEM. Hôm trước tôi đã nói rồi. Đấy, hôm nay lại học lại đấy. Nên là đừng có đùa. Tất cả mọi thứ là phải đều làm lại hết. Bảo sao anh cứ nói đi nói lại. Đúng rồi, nói hai lần có nhớ đâu. Sao phải nói đi 1000 lần thì may ra mới nhớ được. Được chưa? Xong chưa? Phải cong rồi đúng không? Nào bước 1 chọn đối tượng. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 kích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip. Bước 5 vẽ một hình. Em cho xem lại. Nhiều lúc hay bị đơn này phải Ctrl Z lại rồi ấn vào đây thì mới ra. Hay này đừng bảo em làm giống anh mà lại không giống. Ok tôi lại nói cho bạn cái thủ thuật đấy. Ctrl Z được chưa? Rồi vẽ xong thì các bạn có thấy đây là màu trắng không? Muốn trở thành đen trắng thì dễ thôi, ấn vào đây có sẵn rồi mà. Tôi hay chọn cái này. Hình ảnh đang chìm từ trái qua phải dùng phím G kéo từ trên xuống dưới bóng đổ chúng ta sẽ được lại. Và sau khi tôi chọn bóng đổ xong thì tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau đó là thoát lệnh. Và cái này tôi sẽ dùng một chế độ ngoài chút đó là overlay. Overlay chế độ là gọi là nọc ghi. Nhưng cái đấy nó thiên về sắc sáng. Nó thiên về sắc sáng. Câu chuyện này là câu chuyện mà tại sao tôi nói nhưng mà có nhiều người sẽ không hiểu. Thậm chí là có những người mà không xem video clip tôi sẽ không hiểu. Tại sao nó lại gọi là nọc ghi. Và khi mà nó thiên về màu sáng sẽ làm cho tươi màu khu vực đấy em. Còn nếu mà thiên về khu vực tối thì sẽ làm đậm màu khu vực đấy em. Thì thực chất overlay chính là giá trị nọc ghi chứ không phải giá trị làm tươi màu. Ông nào nói tươi màu đấy là ông là láo. Ông chỉ nói về cái giá trị ông thuộc vẹt thôi chứ không hiểu bản chất của nó, bởi vì tôi có bài phân tích cái này rồi nhá. Có nhiều người bảo ui chỉnh cái này chắc là Khánh như chỉnh một lần thôi là sao đố chỉnh lại, xin lỗi ông, tôi thuộc từ đầu ông chú làm cái này quá nào. Xong chưa? Còn khi mà các bạn lên trên mạng ấy, có nhiều thằng nó đặt nghe mà nó giải thích cực kỳ dài bằng bằng ngoằng mình biết nhớ được. Ở nào theo từng bước của nó, ừ hay, cũng ra. Nhưng mỗi tội hôm sau quyền mất. Bởi vì nó rất lằng ngoằng trong chuyện nó giải thích. Làm cho mình không nhớ. Thế tôi cần gì? Đấy, rõ ràng thì cũng chỉ có tính năng, mỗi tính năng nên mà giải thích từng tí một tôi cũng không ra đâu. Nhìn chưa? Chọn này. Nếu em ấn vào Ctrl C, Ctrl F là thứ hai thì liệu nó có sáng hơn mà. Đúng không? Bởi vì tăng độ nên mà. Ok. Nhưng lúc này các bạn có đồng ý với tôi đây là màu trắng ạ. Tôi đảo ngược vị trí này, tôi sẽ dùng bằng lệnh công cụ như sau, đó là Shift gì? Shift X thì ở đây nó sẽ có một cái nét. Em nhìn cái nét của tôi chưa? Cái nét là rất quan trọng. Trông thế thôi một đường nét tôi cũng phải tính. Nó sẽ tạo sự sắc nét cho bạn thiết kế trong này. Và lúc này sau khi làm xong tôi đã có back to layout ở đây rồi.
có những người có thể đan chéo nhảy được không, có những người đan chéo nhảy được không, đấy rõ ràng đều làm hết mà. Nào chúng ta có thể copy cái này, Ctrl C, Ctrl F, xoay này được không em? Đây là tụi người đấy nhỉ, đây là mấy ông người chơi với nhau. Chọn vào đây, đẩy cái này sang trái. Và sau khi đẩy sang trái xong em có thể cầm cái này em kéo rộng cái này được không? À không, kéo rộng với đường cong yếu lắm. Em thấy chọn này, em thấy chưa? Là kéo rộng nhảy được không ạ? Vậy thì hai cái điểm này nó có thấy bình thường không ạ? Vậy thì hai điểm này liệu tôi có thể cầm điểm này, cầm điểm này và tôi kéo dài ra được không? Như em biết tại sao nó kéo dài mà nó bị nổ nào không ạ? Bởi vì cái mặt nạ chúng ta cũng không đủ, mà nên mặt nạ chúng ta phải làm sao? Nó phải dài đúng bằng cái bằng cái hình thì nó sẽ không bị sao cả. Đấy, thực chất là khi mà chúng ta am hiểu về quá kỹ về nó rồi thì thích nào kiểu gì cũng được, nó đều ra. Và lúc này các bạn thấy là ở đây tôi có hai sự đan chéo nhau nhưng nó tạo ra những cái background thiết kế cho chúng ta mà không phải lấy từ background có sẵn. Em hiểu này chưa? Ok, vậy thì bỏ qua cái này được không ạ? Nha. Nhưng bây giờ nhiều lúc tôi muốn đẹp, ai chẳng muốn đẹp, nên bắt buộc tôi phải dùng chiêu thức là chọn file, chọn collage. Và chúng ta sẽ kiếm đến cái phần mà giống như vừa rồi tôi vừa nói, đó là ổ e, chọn vào thư viện này, chúng ta chọn đến background. Và tôi cũng rất là hy vọng là cái background này các bạn sẽ phải kiếm nhiều hơn của tôi. Ok, tôi chọn vào đây, chúng ta đang dùng tông xanh đúng không? Chọn kéo này ra. Em bạn nên làm đẹp sẵn rồi. Đúng rồi. Nói Khánh ơi, cái này trông không đẹp lắm. Rồi vậy thì em chọn đi. Chứ mà tôi có phải tất cả đâu mà, cho dưới tất cả được chưa? Hay cho lên trên này được không ạ? Đây cho lên trên. Vậy thì tôi cho background xuống dưới. Đẩy cái này lên trên tôi cái. Nào, bây giờ người ta có hai phong thái cách cách ảnh chìm vào nền từ từ đen đến trắng. Nhưng người ta cũng có một phong cách nữa là hai bên đen và giữa trắng, là hai bên mất nhưng ở giữa này còn. Vậy thì tôi muốn là ở giữa này phải còn và hai bên này mất nên chỉ vào đèn này được không ạ? Thì bước 1 lại chọn vào hình, chuẩn chưa? Bước 2 chọn vào transparency. Nhiều người không linh hoạt được như này đâu, tôi nói cho bạn biết thôi. Từ thứ 3 tiếp tục vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip đúng không? Rồi bước 5 vẽ một hình hơn, to hơn là bằng. Ok, to hơn là bằng. Lúc này chúng ta sẽ nhận đó là giá trị về đen trắng. Nhưng giá trị đen trắng các bạn có thể từ trái phải không ạ? Lúc này tôi quay trở lại giá trị đen trắng. Bên này là màu đen. Nhưng chỗ này có đen chưa? Chưa các bạn ạ. Rất đáng tiếc đen như này. Màu trắng thành nhau. Ok, tích đúc vào đây. Màu này có cần màu đen không? Đen lốt. Hai đen rồi. Ở giữa có trắng được không ạ? Trắng. Nào bây giờ sau khi đến giữa trắng rồi thì bắt đầu tôi mới dùng phím G tôi kéo. Tôi kéo từ trên xuống dưới. Ok, cái này là màu gì quên mất, cái màu này là màu đen. Cái màu này là màu trắng. Quên mất màu trắng đây. Chọn nhảy nó dễ nha. Em nhìn thấy khe giữa là chỉ có hình này chứ. Đúng rồi. Ok, kéo. Nếu mà muốn kéo lên trên thì đấy là việc của em. Em thấy là nó sẽ nhảy nhá. Và sau khi mà đã làm được như này xong, bạn hãy dùng cho tôi chế độ thoát lại. Em nhìn em ạ. Vậy thì cái background này bạn muốn ở dưới nước này không ạ? Vậy tôi chỉ cần quét qua hai thằng phía trên, nhìn quét hai thằng phía trên cho dưới tất cả thì đồng nghĩa với việc nó sẽ dưới thằng này. Và đây cũng là chỉ là một cách mà chúng ta tạo ra background của chính chúng ta làm thôi. Nhìn này chưa? Đây là cách thể hiện nhé. Em nhìn em ạ. Rồi cũng có thể là có những cái cách khác chúng ta làm thiết kế. Vậy thì cách khác làm thiết kế bằng cách nào thì đây tôi lại tiếp tục chọn vào file, chọn vào plate tiếp theo lần thứ hai để các bạn thuộc và nhớ cái hình này cho tôi cái. Đây ở đây thì có rất nhiều loại background khác nhau thì tôi có thể chọn cái background này. Trông nó cũng sâu thẳm hơn rất là nhiều. Tôi thích cái này nhưng mà vấn đề là tôi chỉ muốn cho nó chỉ về nền thôi. Bước 1 chọn vào hình. Đây bỏ clip, vẽ một hình to hơn là bằng. Đây giảm thật kỹ cái này, sau đó dùng phím gradient đen trắng được chưa? Chọn vào gradient đen trắng mức nào? Đây G, kéo từ trên xuống dưới. Chỉ tầm này đó, tôi thích từ đây đến đây thôi. Được chưa? Và cái hình của tôi phải điều chỉnh lại. Cái này không phải là đen đâu em ơi. Phải chọn là đen nó chính là chỗ này này, đen xí chỗ này. Thì nó sẽ sâu hình hơn rất là nhiều các bạn. Và sau khi sâu hình xong thì bạn sẽ thấp lại ra ngoài. Thì toàn bộ cái background này phải xuống dưới. Nên tôi quét qua cho xuống Ctrl Shift hoặc không tôi chán. Thì có phải ảnh nó sẽ được nổi trên này thôi. Hiểu phần này chưa đã? Okay.
xong rồi phần này đúng không ạ? Thì tiếp theo chúng ta sẽ chọn ra biểu tượng đó là logo, đúng không ạ? Nào làm logo. Trong phần logo chia ra hai loại. Loại thứ nhất là logo vector có sẵn, các bạn người ta đưa cho mình. Còn loại thứ hai để có từ đồ, mà đồ được thì phải dùng lên pen. Còn có những cái này không dùng pen bởi vì ảnh nó quá to nên chơi ảnh ra được. Nhưng thường thường cũng sẽ phải bị dính về trường hợp phải đổ lại logo. Mà đổ lại logo có dùng pen không ạ? Được, vậy thì chắc chắn là cái bài pen hôm trước là chắc chắn phải đổ lại logo cho tôi là cái chắc rồi. Thì lúc ấy chúng ta mới đỡ ngại. Đúng không ạ? Ok, vậy thì lúc này chúng ta chọn là thư viện ảnh thì chúng ta chọn là New Folder. Nên là thật sự là anh làm anh cũng không ngại đâu. Bởi vì thực ra mình làm nó nhanh rồi thì mình cái gì nó cũng dễ. Đúng rồi, em đấy phải bị lừa đúng chính xác. Nói thế thì chịu rồi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ lại không có tính sao. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống một tí. Không biết cái iPhone 7 đâu rồi, không biết. Ôi trời. Chết ạ. Cái logo mình có được để chìm không? À, logo có để chìm trừ trường hợp em làm dập chìm thôi. Và mình có thể xong màu đen màu trắng. Đúng, logo của bản âm và bản dương. Chính xác. Đúng rồi, nó là bản âm bản dương mà. Logo có màu chính và logo có bản âm và bản dương. Ví dụ Toyota là màu trắng đặt trên nền đỏ và ngược lại. Nhưng thực chất logo nó là màu gì em biết không? Rồi còn logo theo ngày sự kiện mà em. Nên là nhiều người bảo là cái logo này không được quyền là thay đổi. Nhưng mà thực chất đến Google nó thay đổi. Em thấy cứ đến cái mày ngày 1 tháng 3 chưa? Yên tâm đi, kiểu diễn mùa hoa, ngày Tết kiểu diễn sẽ có bánh trưng ở đấy. Rất nhiều, nó thể hiện sự tôn trọng của khách hàng đối với công ty, đối với những cái người mà sử dụng dịch vụ đấy. Em đăng này phát là ngày Tết sẽ nhiều người biết đến, và nhiều người biết đến đấy là sự tôn trọng mình đang chúc mừng họ. Hay ngày gì đó. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy rằng logo tôi đang là vector. À, file này là file PNG. Và PNG này thì chắc chắn chỉ có một màu thôi. Nhưng tí tôi sẽ dạy bạn chiêu thức là làm nào mà nó vẫn đổ màu được như vẫn lại. Nó khác nhau ở chỗ đấy thôi. Thì đúng rồi, ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng đó là image change. Đây là một trong những thủ thuật cực kỳ quan trọng. Có nghĩa là khi bạn tích vào đây ảnh đủ to thì bạn không phải đổ. Nó tự ra một cái file. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta ấn vào expand là xong. Được không ạ? Nhưng có những trường hợp chọn vào file và chọn vào black tiếp theo, chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ E, ổ D, chúng ta chọn vào T, tư liệu logo, và chúng ta sẽ chọn một cái file liên quan đến file như này. Em thấy file màu xanh nhỉ? Và lúc này chúng ta sẽ dùng một chiêu thức là chúng ta change cái ảnh này ra để trở thành file vector, thì chúng ta bị một trường hợp như sau. Đây, image change ạ. Đối với những cái màu nhẹ không bao giờ được quyền phép cái này, nên tôi chỉ cho bạn chiêu thức này nhá. Ảnh các bạn kiếm trên mạng, ảnh kiếm rất to nhưng chơi ra vẫn bị mất hình, bởi vì đây là màu nhẹ, nó không phải màu đậm, hiểu không? Thì người ta sẽ dùng công cụ đó là image change dạng 3 màu. Hiểu cái này không ạ? Và khi mà chọn image change 3 màu này thì chúng ta sẽ giữ được cái màu xanh. Đấy, nhìn thấy màu xanh chưa? Và ấn vào expand chúng ta sẽ có được giá trị logo. Đây ạ, chuột phải ungroup. Đây là một màu đấy ạ. Đây là logo đấy ạ. Đây là file vector đấy ạ. Hiểu cách làm chưa? Vậy thì những cái logo màu nhẹ chắc chắn bạn phải dùng chiêu thức là change 3 màu giúp tôi ạ. Logo chuyển màu thì em lại phải đổ lại và em phải đổ được bằng được. Vậy thì lại khi logo chuyển màu thì lại phải dùng phương pháp đó là bút y. Có biết bút y không ạ? Là cái mà chọn gradient sau này dùng bút y ngắn là chỉ vào vị trí màu của logo đấy đặt bên cạnh thì em mới hút màu theo từng khu vực được. Thế nhá, ok, vậy thì trường hợp này tôi sẽ đặt cho nó ra image change. Và sau khi làm xong expand tôi chọn pháo hoa, tôi tích vào đây một điểm, tôi xóa đi. Logo tôi đã có được cái hình mà tôi muốn. Nào kéo vào đây. Logo màu gì em? Trắng. Tôi không thích màu trắng, sao tôi muốn dùng cái màu hơi bạc bạc nhai được không ạ? Ok, đi ngắn. Đây. Màu trắng được chưa? Và lúc này tôi sẽ dùng một cái gradient. Lúc này tôi sẽ dùng cho bạn chiêu thức là làm logo bóng. Các bạn ghi nhớ cách làm logo bóng vậy. Cái này sẽ được áp dụng trên tất cả các thể loại vì màu sắc khác nhau. Nhưng đầu tiên logo bóng bảy đã. Lúc này chúng ta sẽ chọn gradient, và gradient này tôi sẽ chọn hai bên là màu xanh sáng. Đây xanh sáng đấy, sáng. Tiếp theo chọn là màu này là màu sáng tiếp, và chỗ này đậm hơn tí. Nhá, đậm hơn tí nào chính là này. Đậm hơn tí nữa.
Và lúc này chúng ta đang dùng gradient theo hình tròn. Tôi sổ xuống, tôi chọn gradient từ trái vào phải. Dùng phím G kéo từ trên xuống đây, từ đây kéo xuống đây. À, kéo xuống tí nữa, rộng hơn tiệm nữa. Đây, tôi sẽ kéo từ đến đây thôi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy cái gradient, cái bóng của chúng ta, logo của chúng ta sẽ là có động ở giữa. Trên sáng, dưới sáng và giữa động. Đấy là nguyên tắc để làm cho logo bóng bẩy hơn là vì lý do đấy ạ. Được chưa? Sau khi làm xong, bạn hãy chọn cho tôi giá trị tiếp theo, bạn copy ra ngoài. Cái copy ra ngoài không ạ? Và chúng ta gắn toàn bộ tất cả đối tượng này trở thành một giúp tôi cái. Gắn tất cả đối tượng thành một. Thì bằng lệnh gì ạ? Bằng object. Không, Ctrl G thì lại gắn như vậy là gắn tạm thời, gắn thành một đối tượng để mình cắt mà. Tại vì nếu em dùng Ctrl G thì nó lại có một giờ này. Ví dụ, chúng ta ấn vào Ctrl G, được chưa? Ấn vào Ctrl G. Hoặc các bạn chuột phải chọn Ctrl G là group rồi nhá. Thì lúc này sau khi anh vẽ một cái hình, anh cắt một nửa phần phía giữa, giữa nhỉ. Trong quá trình khi cắt thì anh sẽ shift X để anh sẽ căn chỉnh vào giữa cho đối tượng. Được chưa? Ví dụ nhá. Anh chọn đối tượng 1 giữ shift, chọn đối tượng 2 và anh cắt mất phần phía dưới đi. Thì shift F7 của chúng ta lại không làm được điều đó. Em ạ, rất là đáng tiếc là chỉ cắt một hình của em thôi. Bởi vì vốn dĩ cái bản Ctrl G đấy là chỉ là group không ạ. Chứ nó có phải là một đối tượng đâu, một đối tượng là phải Ctrl 8 là biến tất cả rồi trở thành một. Vậy thì Ctrl 8 nó có tác dụng. Đây, nhìn này chưa? Object, chọn được combo pack và chọn được Ctrl 8. Nên nó quan trọng là như thế thì người ta mới dạy lâu chưa. Nào, sau khi làm xong, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Nếu em dùng phiên bản CS3 ngày xưa thì câu chuyện này đúng như em bảo. Hồi xưa CS3 lại cắt phát được ngay. Nhưng nó lại bị hạn chế những cái khác. Đấy. Anh còn biết từ phiên bản CS3 nó có tính năng đấy nó cắt được. Anh dùng CS3 chứ. Anh hỏi là cái pathfinder đầu tiên nó có giống không tạo. Nhưng mà em lại phải xóa nhiều. Nó cắt được là hình với hình nhưng mà lại nó bị phải xóa nhiều. Em phải chọn từng đối tượng xóa. Còn cái này đối với em chỉ cần mỗi ngày thôi. Mục tiêu của chúng ta lấy cái này mà. Vậy thì phương thức cuối cùng em đi đến đích cũng giống anh. Nhưng mỗi tội em mất công em ngồi nhặt từng cái mà xóa thôi. Còn anh thì có phải xóa đâu. Hôm nào mà anh vui tính mà anh phải ăn khoai hay ăn gì đó thì anh không làm theo cách của em nha. Còn muốn thư thả kiểu như thư giãn ấy, làm máy tính mà như kiểu thư giãn thì chơi ấy, thì ok. Thì làm này cho anh cái này. Ok. Và tất nhiên là cái này sẽ là màu trắng. Và cái này sẽ giảm opacity đi 50%. Thì em sẽ tạo ra một cái bóng luôn như thế này nhá. Đây là cách người ta làm ra cái logo nó dạng bóng theo kiểu dạng. Em nhìn này chưa? Nếu cắt sâu xuống tí nữa một nửa này thì nó cái bóng đổ nó sẽ nằm đúng giữa thì nó sẽ chuẩn hơn. Và cái này chính là opacity bằng 50%. Em chọn 30%. Đây bóng đổ nha. Thì tại vì nó là màu ghi nó chỉ hơi bóng này, em nhìn này chưa? Nó chính là logo này. Em có thể phát chéo này được. Em có thể cắt riêng cái quả này cũng được. Nhưng anh muốn cắt tổng quan được à? Được không ạ? Rồi, sau khi làm xong, chúng ta sẽ quét qua toàn bộ. Và chơi trò làm sao? Một group được không ạ? Ctrl G và anh phóng to tẹo. Nguyên tắc bằng mạng, bằng mét. Hiểu phần này chưa? Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng nữa là chọn vào text. Và text này gọi là text văn bản. Thì đây là iPhone 7. Và xong là phần dưới là phần mô tả cho nó thì anh sẽ vô vác vào một cái vùng. Và tất nhiên cái vùng này thì nó là text bình thường. Và text bình thường này thì chúng ta hãy chọn cho nó một cái kích cỡ có thể là xuống 9. Và độ này thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu. Đây, nó có text chính và text phụ. Còn em muốn ghi là cái con này là iPhone 7 Plus cũng được. Nhưng nó sẽ có text chính và text phụ. Chúng ta chọn hai cái chúng ta đẩy sang bên tay trái, đẩy xuống dưới. Ok, đẩy nhanh cho nó hợp lý. Và tính khoảng cách là quét qua toàn bộ này. Quét qua toàn bộ. Không, quét qua toàn bộ như này. Giữ shift quét qua toàn bộ như này. Thì đẩy sang này. Đấy chưa? Và sau khi đẩy sang xong như này thì em sẽ chọn cái bóng Ctrl D thử xem. Rồi ok, Ctrl D. Đấy là cái hiệu ứng của Ctrl D thì em sẽ cầm này. Bóng to. Rồi cái này. Còn còn Ctrl D nữa. Làm người chỉ thế này á. Thế thì ví dụ sau khi mà em làm xong thì em đã tạo ra một cái khung hình thiết kế, một cái banner cho một sản phẩm. Em chỉ cần đi vào chờ giảm giá cho một sản phẩm là ok rồi. Và tiếp theo để muốn làm ra background thì người ta cũng lợi dụng cái đó, người ta làm bóng tròn. Thì bóng tròn chọn màu trắng. Cách làm chọn chỉ nền bằng cách rất là đơn giản. Em chọn đối tượng. Em chọn vào bước 1 chọn vào hình. Đúng không ạ? Bước 2 chọn vào transparency.
Bước 3 tích đút vào ô gần ngoài. Bước 4 bỏ clip để nhìn nghe. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn đồng bằng. Đúng không? Và cái hình to hơn đồng bằng này chắc chắn phải dùng gradient trắng như anh nói rồi. Bây giờ đang là màu trắng không? Chọn gradient trắng thôi. Thì nó chỉ phải đền dùng phím G kéo từ lên đây. Kéo từ lên đây cho nó rộng ra tí. Được chưa? Và sau khi làm xong thì bạn thoát được rất đẹp cho tôi. Thì các bạn đồng ý tôi đã có một cái hình này không ạ? Hình này nó bị đục màu bởi vì nó không có overlay. Nhưng có overlay các bạn nhìn thấy chưa? Nó tạo ra một cái bong bóng đằng sau. Tất nhiên sau này chúng ta sẽ dùng brush chúng ta vẩy ra một đống cái bong bóng. Chứ bây giờ chúng ta phải tự tạo từng cái một. Còn nếu mà chúng ta muốn lười nữa thì lấy một cái background có bong bóng thật xếp vào. Nhưng tại sao khách hàng lại thích những cái này? Bởi vì nó thích thì mình làm, còn không thích thì thôi mình không làm nữa. Được không ạ? Giữ cái copy ra bên này thì hai cảnh nó sẽ tương đồng với nhau. Chúng ta sẽ tạo ra độ xoay khác nhau. Ok, cầm này, kéo vào đây. Phóng to tẹo nữa, đặt xuống đây được không? Camera. Không biết mọi người có nhớ cái bài hôm trước anh Khánh vừa dạy cái chiêu thức làm bóng bóng trong suốt không ạ? Có đoạn cuối cùng là bóng opacity của bóng bóng này. Cái đấy là chuyên gia làm cho mỹ phẩm. Kéo sang đây. Đừng tính ở phần phía trên nhá. Đừng tính phần phía trên nhá. Coi như là nó cứ lộ diện ra ngoài đã. Ok, copy vào đây, chúng ta sẽ thu nhỏ đây thêm xoay. Và trong quá trình khi làm thì tôi hãy chơi một trò như sau, đó là ấn vào Ctrl C, Ctrl F là sáng lên một độ, Shift X là tự tạo ra viền. Đấy, ăn nhau chỗ viền. Đấy, một cái nhỏ nhỏ như thế anh Khánh cũng làm. Sau đó anh copy đây, Ctrl C, Ctrl F, Shift X, thì có được cái viền số 2. Nhìn này. Vứt bỏ cái này đi, có thấy viền này số 2. Viền bị to quá, chỉ nhỏ này. Có phải vài tiếng con nét ạ. Nét lại kéo vào đây, thu nhỏ lại thì ạ. Được chưa? Cầm này, copy đây đi không ạ? Xoay nhảy đi không ạ? Thu nhỏ dịp nhảy mà, đẩy sang bên tay phải đi không ạ? Em biết chưa? Mình luôn luôn tạo viền, sau đó lại làm tiếp theo Ctrl C, Ctrl F, Shift X tạo viền. Ok, Ctrl C, Ctrl F, Shift X tạo viền. Nó ăn nhau chỗ là có viền đấy à. Cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl F, Shift X tạo viền. Ctrl C, Ctrl F, Shift X tạo viền. Đấy. Đấy thì nguyên tắc của đối tượng này nó hay làm tạo những cái bong bóng nhỉ, để cho cái background nó hấp dẫn. Và tất nhiên nếu mà có background đấy thì tôi cần quái thì phải background này. Tôi làm nguyên như này có được không ạ? Đúng chưa? Võ. Và tất nhiên để muốn làm đẹp nữa thì người ta sẽ mượn công cụ, đó là công cụ mặt trời. Cái mặt trời này nó tượng trưng cho việc là làm chỉ phát huy mạnh nhất trên nền gradient thôi. Còn nếu em nền bền sẽ không đẹp. Đây là giá trị người ta có thể giết chết một tập khách hàng. Có cái khách hàng đôi lúc bảo mày phải đăng anh tí nữa đi cho đẹp đi. Ok vậy đây em cho anh chết. Được chưa? Đôi lúc này làm anh thích đẹp không ạ? Đôi lúc anh sửa cho khách hàng anh sửa trực tiếp nhỉ? Mình bảo ui trông rối lắm quá, trông nhỉ. Nhưng mình có nói nhỉ? Đừng nói nhỉ. Rối nhưng mà đừng nói, nó chốt là phát là chết rồi. Bởi vì cũng có thể là chúng ta cũng không thể phân biệt rằng là vậy anh làm như thế kém chuyên nghiệp, anh làm như thế thì cái sản phẩm anh không ra. Anh biết là nó kém chuyên nghiệp nhưng mà cái mà anh đang làm ra thì phải 1.000 khách hàng anh đang thích cái đó. Vậy giữa cái chuyện mà cá nhân của anh em mình thích với nhau hay là 1.000 khách hàng bên ngoài nó thích, em chọn ai? Bởi vì nếu mà khách hàng nó chọn như vậy thì có nghĩa là nó sẽ mua cái sản phẩm của em đấy. Em hiểu chưa? Nên đôi lúc khi mình đi làm ấy, mình phải hỏi rất nhiều người chủ là cho em xem những sản phẩm trước của anh thiết kế nào, và trong những đống sản phẩm này anh ơi cái sản phẩm nào là được bán nhiều nhất, thì để mình lấy được cái kinh nghiệm trải nghiệm của khách hàng đó. Em nhớ một điều nhá, phải đi hỏi đấy. Thì sau này ấy, em mới có nền tảng để em tư vấn cho người khác là cái đấy em chọn có đúng không. Hiểu chưa đã? Ok, vậy thì sau khi tôi đã làm xong tôi lại có được background này, được chưa? Nhưng câu chuyện nằm ở giá trị là chúng ta tiếp tục lên phía trên. Nhìn nhận. Chúng ta có thể làm hiệu ứng cho ảnh. Các bạn nhìn đi, hiệu ứng cho mặt nạ của ảnh. Các bạn nhìn đi. Đối với gradient, hiệu ứng cho mặt nạ của ảnh. Bài gradient chúng ta sẽ đi trải qua giống như brush em, nó trải qua khoảng 3-4 bài gì đấy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái khác. Nên gradient nó sẽ đi dài. Để em nhìn đây em. Này, thế cho vào hợp lý. Không chuẩn đâu. Đấy, đôi lúc vô tình mà tôi bảo là ôi bạn ơi đừng để ý phần trên này, là thực ra tôi đang nhấn mạnh vị trí này. Vậy được quyền các bạn làm thiết kế, chúng ta có được quyền như này không ạ? Đôi lúc sự vô tình của em lại đạt ra giá trị thành công đấy. Ok, bây giờ chơi trò này nhá, copy toàn bộ này xuống. Mình hay dạy theo kiểu ngẫu hứng nên là đôi lúc mình có phải vất một số thứ. Đây ạ.
Anh sẽ bật. À, các bạn có thấy là buổi trước anh Khánh có dạy cho bạn một chiêu đó là làm cho ảnh opacity hoặc cái bóng bóng tròn tròn opacity hoặc bóng nước đấy. Đầu tiên anh Khánh sẽ chơi một trò như sau, đó là vẽ cái ảnh. Cái này tôi đã nói nha, chuyên gia áp dụng cho nước hoa là một này, thứ hai là trang sức là hai. Các bạn làm cho tôi ba mỹ phẩm, các bạn kéo đây cho tôi đây. Đây chính là cái này đây. Từ đầu tiên anh em mình sẽ chọn đó là gradient màu trắng hết. Đã giờ dùng màu trắng hết chưa? Và cái bên này tôi sẽ chọn opacity bằng 0. Và tôi chọn vào gradient theo bóng giữa. Tôi kéo cái bóng giữa này ra thì tôi sẽ lấy cái này. Em nhìn này chẳng. Đây ạ. Sau khi làm xong, bạn có thể điều khiển hướng gradient là g. Các bạn kéo từ trên xuống đây thì sẽ đang ngược lại. Đây nó còn nhẹ thôi. Đấy tầm này. Đây ạ. Ok, tôi sẽ kéo tầm này nhẹ lần nữa. Đấy, ok, lúc này x xuống mất màu đi. Thì bạn sẽ thấy là cái phần quần sáng nó sẽ phát sáng lại từ trên đây, quần dưới đây. Còn nếu em giữ nguyên để ở giữa cũng được nhá. Nhìn chưa? Thì lúc này tôi sẽ vẫn với x, tôi lấy phím g, tôi kéo lên tí để cho nó rộng ra. Tôi chỉ lấy phần quần sáng cho này thôi, không đẹp nữa các bạn. Rồi, ok. Nào bây giờ thì tôi bắt đầu mới làm cho cảnh nhà chị vào đây. Thì phần này nó sẽ quần sáng ở trên và dưới nó sẽ mất. Tôi chọn overlay để nó màu đẹp nhất có thể. Là bước 1 chọn hình, bước 2 chọn vào chân fluency, bước 3 tích đúc vào gần ngoài, bước 4 bọc clip, bước 5 vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Sau khi vẽ to hơn bằng, tôi dùng gradient đó là đen trắng. Lúc này tôi dùng phím g. G đây. Kéo từ trên dưới nhà này. Em biết cái trò mà bọn mỹ phẩm nó hay làm cái này. Và sau khi làm xong chúng ta sẽ thoát lại. Cái đối tượng này chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F là tăng lên một độ sáng. Chúng ta ấn Cbix thì sẽ có được điều này. Đây, cái nét của chúng ta đây. Cbix. Cái này không Cbix được bởi vì là cái này là dùng gradient thủng. Có hiểu gradient thủng nó bên trong không? Nên cái nét nó không được sáng quắc như bạn mong muốn thì không hết sao các bạn. Tôi để nguyên tầm này đã nha. Được chưa? Thì đây là một chiêu thức, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển này. Cái này làm ảnh chìm vào nền. Bước 1 chọn vào ảnh. Cái ảnh chìm vào nền này được rồi, nhưng mà cái chúng ta đang muốn áp dụng là cái effect này cho chính cái mặt nạ của cái ảnh này, là chính là cho giá trị của đen trắng. Thì bạn sẽ chọn là cho tôi giá trị của đen trắng trước bên trong. Với cái hình này đang mang hiệu ứng thì bạn phải tích vào nó, chứ đừng có gọi là tích vu vơ nha, là câu chuyện khác nha. Tích vào nó đã. Sau đó chúng ta chọn qua effect và chúng ta chọn vào effect gallery. Trong phần effect gallery nó có những cái hiệu ứng cho các bạn chọn sẵn rồi. Và đôi lúc những cái hiệu ứng này nó đem lại cho các bạn một hiệu quả nhất định. Nó tốt hay xấu, đẹp hay không là do cái này. Thì lúc này tôi cũng nói cho bạn biết luôn là tôi sẽ chọn hiệu ứng. Ví dụ tôi chọn matic rồi đây. Thì các bạn có thấy rằng cái giá trị đầu tiên là nó chuyển màu từ đậm sang nhạt không ạ? Nó mềm mại không ạ? Nhưng bây giờ tôi lại không chuyển theo mềm mại nữa, mà tôi chuyển theo cái dạng là từ trắng đến trung gian đến sáng. Và thì đây là chính là cấp độ của nó. Tôi kéo hết cỡ này thì nó sẽ chia thành cho tôi. Vậy đánh em mình thường nói chuyện mịn thôi, thì các bạn ảnh đã tự chìm vào đấy không ạ? Nhưng bây giờ chuyển theo tốc độ là từ sáng đến trung gian đến đậm đến dần dần, thì lúc này chúng ta ấn ok. Thì bạn sẽ thấy là cảnh này tôi tự chuyển theo hình tròn. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ tích vào đây, tôi cũng chuyển theo hình tròn được theo cách của tôi, đúng không ạ? Là chọn vào đối tượng, chúng ta chọn vào opacity, chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào effect gallery. Thì các bạn nhìn thấy nó đi theo hình chuyển lên bên nền chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, cần chuyển xem lại. À, cũng tương tự như vậy, cái nền, cái giá trị sản phẩm của các bạn, bạn thấy là chưa đậm nó thì bạn có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl F một độ nữa. Cái nền, hai cái nền chưa? Tôi sẽ dùng Multify để cho nó đậm màu lên. Em thấy đậm màu có thể chưa? Bởi vì khi đậm màu như này thì em sẽ thể là cái này chỗ này rõ nhất. Được chưa? Nào, vậy đi, cái giá trị tôi sẽ chọn sao? Tôi chọn bình thường cái hình này. Tôi không chọn là gradient theo hình tròn nữa, mà tôi chọn là gradient theo từ trái qua phải được không ạ? Và sau khi tôi chọn được từ trái qua phải, tôi có thể chọn vào effect, tôi chọn vào effect gallery. Trong phần effect gallery nó có nhiều thể loại khác nhau. Đây là từ trái qua phải thì bạn cũng thấy là nó cũng sẽ theo từ trái qua phải, nhìn nhá. Ok, cũng tương tự như vậy, chọn effect, chọn vào effect gallery và chúng ta cứ xem là những cái hiệu ứng nào đẹp nhất của chúng ta thì chúng ta chọn thôi. Nhìn không?
đây, đây ạ. Đây, 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 đây. Ok, chọn đây. Xước chéo. Phải chọn nhé. Em thấy cái nào hợp lý thì em sẽ chọn nó và mình sẽ giữ lại. Đúng không? Bây giờ chọn đây. À, cũng tương tự như vậy, tôi chọn và sketch thì tôi sẽ kéo vào đây, thì ở đây nó sẽ có theo kiểu dạng chấm rồi dạng là xước. À, cũng là cái tấm ảnh ấy, nhưng mà chuyển vào trong thì nó sẽ xước như này. Dạ, vậy thì ok, tôi bỏ qua cái này, tôi thoát lệnh đây. Thoát lệnh ra, tôi không dùng này nữa, tôi dùng đen trắng này sao? Tôi dùng màu đen, nhìn chưa? Ok, mà nếu không thì tôi dùng màu đen nhé, được không ạ? Và có thể dùng màu ghi được không ạ? Thì đấy là việc mà các em phải lựa chọn làm sao cho cái ảnh của chúng ta tốt nhất. Được chưa? Được các nhà chưa? Và tất nhiên bây giờ bạn đang sử dụng cũng bảo em muốn xóa thì cũng đi được không ạ? Em muốn thay một cái khác được không ạ? Ok, vậy thì các bạn ghi cách xóa hiệu ứng và thay một cái khác. Nào, để muốn quay hiệu ứng thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này chúng ta đang áp dụng effect cho mặt nạ của cái ảnh không ạ? Thì đây, chính xác đây. Các bạn có thấy là tôi đang áp dụng cái hình này không ạ? Tôi chọn vào trong cái mặt nạ. Và tôi muốn xóa được cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ chọn vào appearance cho tôi. Nhìn appearance chưa? Tích vào cái appearance là hai cái hình tròn có những dấu chấm đứt đoạn xung quanh ấy. Cái bài này nó liên quan đến việc về nhà là các bạn phải làm cho ảnh chìm vào nền, sau đặt một cái tách bên cạnh. Ví dụ cái gà của cái mà em bị cắt đấy, bây giờ em bảo nhé, em ngồi em cắt lâu luôn, chắc gì đã bằng tôi kéo vào nền xong đặt mỗi chữ bên cạnh nó đẹp. Xấu này là do chữ thằng em vẫn được, vẫn ngon mà làm quá nhanh. Mà để nói về đẹp xấu thì chưa biết ai đã hơn ai, đặc biệt là những ông mà nói giỏi nữa thôi. Ôi rồi ê, chị nên chọn này, nó sẽ rất hợp lý. Chị có thấy không, nó nhuyễn màu nhảy nhảy đúng không? Bởi vì chúng ta còn phải hot nữa, nên là luyện kỹ năng hot là một trong những giá trị rất là quan trọng đối với các bạn. Thì các bạn nhìn là tôi chọn vào, nhìn chữ F ấy kìa, vứt ở thùng rác. Xong rồi bây giờ nó sẽ có một dạng như sau, là tôi đang chọn vào trong effect đúng không, trong mặt nạ nha. Nguyên tắc cái này là áp dụng đối tượng effect trong mặt nạ của ảnh thì phải là chọn vào mặt nạ, chứ có nhiều người lại tác động bên ngoài là khác nhé, nó sẽ không ra được. Cái này quan tôi đã nói là effect được áp dụng cho mặt nạ của cái ảnh đó thì phải chọn vào mặt nạ đã, rồi chúng ta muốn làm gì làm. Vậy thì bây giờ chúng ta mới dùng effect. Và dùng effect thì ở đây nó có những cái hệ thống như là tôi cho hay chọn cái điểm chấm này, tôi cũng thích cái này, tôi nói thật cho bạn biết tôi cũng thích cái này, nhìn không, nhìn chọn cái này chưa? Đây là hệ thống điểm hạt, cái này bên Photoshop cũng có, bên Illustrator cũng có, làm giống nhau, giống. Vậy thì nó đem lại hiệu ứng. Tại vì đôi lúc tôi chảy nhá, tôi lại phải vắt sang Photoshop và kéo sang đây thì lâu quá, đúng không? Ở đây thì ở đây nó sẽ tạo ra hệ thống là đây là số lượng hạt, hạt to hạt nhỏ tùy thuộc vào cái này. Nếu hạt ấn vào cái này thông số càng cao thì hạt càng to. Và đây là hạt 1, hạt 2, hạt 3 và hạt 4, 4 loại hạt khác nhau. Nó sẽ chia theo cấp độ là từ to đến nhỏ để cho các bạn. Thì tuấn ok cho các bạn thì ở đây nó sẽ tạo lên điểm chấm. Nhìn này chưa? Và chúng ta ấn vào phím G thì chúng ta kéo ngược lại nhỉ. Thì các bạn sẽ thấy chấm ít chấm nhiều. Nhìn này mà. À, cũng tương tự như vậy, tôi lại không chọn cái này nữa. Tôi ấn vào Ctrl Z, tôi muốn dùng hiệu ứng khác thì tôi chọn effect, tôi chọn giáo biểu tượng chấm cũng như vậy, nhưng tôi chọn là điểm số 2. Thì cái này gọi là em nhìn này. Tôi phóng to nhé. Các bạn có thấy nó vỡ hình không ạ? Cái này là vỡ hình, có nghĩa là thay cho việc nó chuyển êm từ trái qua phải vào thì bây giờ nó chuyển theo dạng vỡ hình như vậy. Thì cái này người ta hay quảng cáo cho những cái ngẫu hứng về tương phản giữa background và hình nền. Hồi trước tôi đã nói về tương phản background là gì? Nhẵn đi với sần. Vậy thì cái này là chính là sần này. Và bạn ấn ok nha thì tự khắc là chỗ này nó sẽ tự vỡ ra hình. Ngẫu hứng vào một cái ảnh nó sẽ là như này. Rồi em nhìn thấy chưa? Nó vỡ nhỉ? Vậy thì cái hình ở dưới tôi có thích vỡ theo kiểu đấy không? Được chưa? Vậy tôi chọn vào đây. Tôi chọn ngẫu hứng vỡ theo hình bằng effect, tôi chọn này. Và sau khi tôi chọn xong này tôi ấn ok thì các bạn nhìn này, cái này nó vỡ theo hình cho các bạn. Nhìn này không? Nó vỡ theo dạng đá thì cái ngẫu hứng nó sẽ đẹp hơn. Rồi ok. Thoát lại. Tôi chọn cái này. À, có nhiều người bạn nào anh Khánh như vậy thì em dùng hình tròn trắng được không ạ? Ok, vậy thì có những người người ta dùng nhỉ. Tôi vẽ một cái màu trắng. Đấy nha, các bạn để ý nhỉ. Sau khi tôi vẽ màu trắng xong, tôi làm mặt nạ cho màu trắng này lại bằng một cái hình tròn. Và cái hình tròn này, quên mất, tôi phải chọn vào bước 1 chọn hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúc vào ô ngoài,
bước 4 bỏ clip, bước 5 vẽ một hình tròn đúng bằng hình đấy, to hơn hoặc bằng, đẩy vào đây. Và lúc này tôi chọn là gradient đen, đen trắng. Tất nhiên tôi phải chỉnh cái này là màu đen tuyền. Được chưa? Và lúc này tôi dùng bóng hình tròn, được không? Dùng phím G để kéo ra. Em có thể kéo được như này không ạ? Nhìn thấy chưa? Vậy có phải đây là hiệu ứng của nó không ạ? Thì tôi được quyền chọn vào effect cho mặt nạ của chính cái màu trắng này không ạ? Ok, bây giờ tôi chọn vào effect. Tôi chọn vào cái vỡ hình đấy, tôi chọn cái này được không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là cái này là vỡ hình nha. Nhìn chưa? Và sau khi làm xong này thoát lệnh ra, chúng ta lại có một cái hình khá là đẹp. Thì câu chuyện của hình này, các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể dùng cái giá trị đó là overlay được không? Vậy cái này tôi có thể làm background này cho tôi được không ạ? Lúc này tôi không chơi cái này nữa. Chán này rồi. Đây không chơi này nữa. Bỏ cái này đi. Chọn đây được không ạ? Không to được không ạ? Em nhìn nha. Nó lan tỏa ra dạng sóng này cho các bạn nhìn này. Còn nếu mà cái này đủ độ đậm thì bạn yên tâm nó sẽ rất là đẹp. Hiểu cách nhà chưa? Vậy thì các bạn phải nhớ đồng ý với tôi là nếu đã cho vào trong mặt nạ thì nó sẽ có nguyên tắc về đen trắng. Hôm nay tôi đã áp dụng giá trị là đen trắng của gradient. Vậy tôi copy một giá trị màu đen vào trong mặt nạ thì có phải nó mất hình không ạ? Tôi copy một hình màu ghi thì nó sẽ là giá trị là chỉ vào này đúng không ạ? Và copy màu trắng sẽ giữ lại này đúng không ạ? Vậy tôi hỏi bạn một chiêu thức như sau. Vậy thì chúng ta mới tận dụng cái trò đó là gì? Lấy mặt nạ trên mạng về áp dụng. Các bạn ghi đi cách lấy mặt nạ trên mạng về áp dụng như sau. Ok. Chắc cô gái này đẹp, tôi sẽ dùng nó. À, có những người bảo là anh Khánh vậy thì em có thể tự tạo không? Em biết Photoshop Brush chưa? Brush nó có cái brush có thể là màu đen màu trắng mình vẽ được không ạ? Nhưng nó có thể giao bút dạng sơn được không ạ? Nhưng em chỉ cần xuất ra một cái file ảnh, đó là file ảnh đen trắng thôi. Bút là màu trắng, còn background toàn bộ là màu đen. Xuất file ảnh ra nhét vào phần mặt nạ thì cái phần màu trắng của bút ấy nó sẽ hiện hình. Thì có phải là cái thằng cô gái này sẽ hiện hình trong cái bút của em ạ? À, vậy thì bây giờ tôi tạm thời tôi lấy một cái trên mạng có sẵn, đồng ý không ạ? Vậy chúng ta chờ một tí xíu, đó là chọn vào công cụ Google, sơ thể đúng kỹ năng để chúng ta làm. Thực ra là cái bài nó dài lắm, nếu mà em ngồi nói một tí cực kỳ nhiều luôn. Phần mặt nạ nó sẽ chia ra hai loại, gradient sẽ buổi sau sẽ liên quan đến mặt nạ gradient với pattern, gradient với RGB nó sẽ dài. Nên là bài này chúng ta nó sẽ rất nhiều hình thái khác nhau. Và làm xong rồi phần gradient anh đã nói với em, nó chính là một ngưỡng nâng tầm cái giá trị thiết kế của em từ 3 đến 7 mà có thể lên được tầm đấy cơ mà. Nhưng với điều kiện em phải ngồi sáng tạo, tôi cần sáng tạo. Và cái này nếu ai biết Photoshop là một địa thế, tôi nói trước, tại vì tôi có thể biến một cái ảnh Photoshop trở thành một cái công cụ đó là mặt nạ cho chính ngành này. Đây thì các bạn chỉ cần search cho tôi đó là MASK và chúng ta search Photoshop thôi thì nó sẽ tìm cho chúng ta cái thư viện ảnh. May quá, mạng chạy cũng khá nhanh. Để tôi cũng bách lại xem nào. Và sau khi chọn vào đây thì các bạn sẽ kéo xuống dưới một tí chưa, ở đây nó sẽ có rất nhiều cái mask. Đây là những cái mặt nạ có sẵn, em nhìn thấy đen trắng ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Trong đây có quá nhiều những cái hình ảnh cho chúng ta chọn. Đây. Thì trong cái phần này các bạn có thể chọn vào công cụ và chọn vào hình kích thước có thể lớn nhất hoặc trung bình tùy các bạn. Thì nó sẽ đưa đến cho các bạn những cái hình này. Em nhìn này chưa? Rồi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh như sau, đó là tôi chọn một cái này. Và sau khi thích chọn này thì em sẽ chọn vào điều kiện chọn lựa tiếp được. Thì em thích cái này thì em sẽ lấy cái này thôi. Còn nếu không thì em sẽ chọn cái kích thước trung bình cho tôi nở ra. Cái kia hình như nó xóa đi rồi. Đây. Và tôi sẽ kéo xuống tí nữa thì xem có gì hay em. Cái này trông vậy được. Chuột phải chọn ở đây đã, tính sau. À, cái này cũng được, chuột phải chọn cái này, tính sau. Em có thể chọn vào đây và search ở PNG nữa. PNG. Thì cái file của chúng ta sẽ là không có nền.
chỉ có mỗi cái đen thôi. Được chưa? Chúng ta đẩy xuống dưới. Rồi, xong chưa? Rồi, bây giờ thì thôi, đến lượt chúng ta làm rồi. Em nhìn này nhau, chuột phải, đấy tích vào này, nó đẹp. Nhìn này chưa? Không lên này, chuột phải này. Nguyên tắc ảnh PNG không được quyền chọn vào sao chép hình ảnh với text sang đó là với Photoshop hoặc Illustrator, bởi vì như vậy nó sẽ bị nền đen. Em hiểu chưa? Và chúng ta sẽ chơi trò lưu. Lần lưu này thì em sẽ để ra ngoài desktop. Thì cái này nó vốn dĩ là từ Brush, từ phiên bản Photoshop. Em muốn vẽ là cái ảnh của em trên Illustrator mà thành màu nước thì em sẽ lấy màu của cái màu nước em áp vào bên trong thì vẫn ra. Vẽ Illustrator được như màu nước mà. Là chọn là desktop xong rồi chúng ta sẽ xếp lại thì ở đây tôi đã có hình rồi. Nhìn này chưa? Sau khi đã có hình này xong thì chúng ta sẽ chọn vào đúng tuần tự là chúng ta chọn như sau. Ảnh này tôi bỏ cái nền background nhá, xóa này. Được chưa? Đúng chưa? Bây giờ chọn vào file và chọn vào click. Chúng ta chọn cái desktop và chúng ta kéo xuống. Hơi bị lâu. Ờ đúng, sao không có tên nhỉ? Ờ, chọn PNG. Đấy, đúng là gọi bị nẹp rồi. Kéo xuống, chắc có mỗi thằng PNG thôi. Xong nói sớm. Được chưa? Kéo vào đây. Đây cái ảnh các bạn sẽ làm nha. Các bạn có thấy là nó đang chia phủ cái cô gái này không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi tròn sau nào. Đặt đúng vị trí. Nhớ đặt đúng vị trí chưa? Ướp. Người ta gọi là ướm vào phần sản phẩm. Nhưng các bạn có đồng ý với tôi là cái mặt nạ nó có nguyên tắc là màu trắng nó còn hình, màu đen mất hình không ạ? Thì đáng nhẽ cái này em phải đang sao Photoshop, em bấm vào Ctrl Y thì đen là trắng, trắng thì đen đúng không? Chính xác chưa? Ok, cứ tự chọn là một này, Ctrl X. Nhớ nhá, em nhớ nhá, Ctrl C về. Bạn dùng Ctrl X ở đâu, Ctrl X cắt đi đấy, thì Ctrl C V nó sẽ paste ở vị trí đấy. Thế tại sao tôi ướm vào cái mặt cô gái và ướm vào sản phẩm là chắc chắn chính xác rồi. Đừng bao giờ dùng Ctrl C xong Ctrl V nhé, thì nó sẽ bị lệch. Hiểu không ạ? Nó tương ứng bên này edit này. Nó chọn vào Ctrl C và Ctrl Shift V nó ở đây. Crop vào đâu thì paste ở vị trí đấy. Nên tại sao tôi phải ướm trước này đấy, em nhìn cái chấm chấm đen đen này, chấm nhá. Nhưng các bạn phải nhớ về chấm đen đen là nó có sắc độ khác nhau, là đậm nhạt khác nhau. Ok, chúng ta ấn vào Ctrl X được chưa? Sau đó chọn một cô gái đúng không ạ? À, tôi quên mất chưa xóa cái này đi. Sorry các bạn. Yeah, nhìn này. Chọn mặt nạ. Đi đây có phải mặt nạ không ạ? Thì Ctrl Shift V thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra, nó bị sao? Nó bị thủng hình rồi đấy, còn gì nữa? Nó màu đen còn gì nữa đúng không? Thì trong cái giá trị mặt nạ của cái Illustrator nó có tính năng là đảo ngược. Vì những cái chỗ thủng thì lại nhìn được hình. Và những chỗ bị nhìn được hình thì lại bị thủng. Thì ở đây nó có giá trị là clip. Nhìn thấy clip chưa? Cái clip này cứ phải là lúc mà chúng ta ấn vào bấm clip nó ra mặt nạ đen không ạ, đen gì không ạ? Thì ấn vào đây thì nó ngược lại. Đây là mặt nạ trắng mà. Ấn vào clip thì mặt nạ đen. Nhưng mặt nạ đen thì cũng không nhìn thấy bởi vì sao? Hình cũng màu đen. Thì đáng nhẽ mặt nạ đen này phải dùng hình trắng để vẽ ra ngay. Như đây giờ hình cũng màu đen, vậy thì chúng ta ấn vào chữ in với mắc là đảo ngược vậy. Những cái màu đen thành màu trắng lại tích vào đây cái. Xong rồi đấy, ok, tích vào đây cái. Bạn đã có được giá trị sản phẩm được nha. Nhìn này chưa? Và cái này tôi sẽ cho bạn xem một giá trị đó, tôi đặt một nền ghi cho các bạn dễ nhìn hơn. Thì cô gái được xuất hiện theo dạng bóng bóng của tôi ạ. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì em kiếm được bao nhiêu chất liệu đấy là việc của em. Em có thể vẽ cô gái này theo họa tiết toán văn, em có thể vẽ theo hình cô gái theo dạng hổ, đều được hết bởi vì tính năng đều được. Nhìn cô gái này chưa? Xóa luôn hiệu ứng này cho các bạn xem nhá. Làm lại một lần cho nhớ thôi. Được chưa cô gái, được chưa? Nào phải vẽ cô gái dạng hổ nhá. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ Blade và chúng ta sẽ chọn vào thư computer, chúng ta chọn vào UE, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. À, trong phần thư viện ảnh thì tôi chọn vào cái biểu tượng đó là catalog. Trong phần này tôi sẽ có phần chất liệu, trong phần chất liệu tôi sẽ chọn xuống, tôi không chọn PNG, tôi chọn all file. All file đâu rồi? Rồi, bây giờ nhìn cái hình tóc chưa? Cô nhỏ này nha. Tôi muốn vẽ cô gái theo dạng tóc. Cái này làm chữ cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó có một cái rất hay chỗ này. Ok, tôi sẽ ấn vào Ctrl X. Sau đó tôi chọn vào đây, tôi ấn vào đây Ctrl C về. Nhìn chưa?
Thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này nó đang bị sao ạ? Bị che không ạ? Ở chỗ đây nó bắt đảo ngược không ạ? Tiếp theo ở chỗ đây nữa thì cái phần này là phần hiện hình. Cái hiện hình theo dạng tóc. Nhìn nha. Nhưng có những cái đẹp và nhưng có những cái không đẹp. Vậy thì trong dạng tóc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể làm mặt cô gái rõ ràng được không ạ? À, vẽ thêm cái hình nữa. Vẽ đúng mặt cô gái. Thì cái mặt này tôi sẽ đổ một cái màu gì ạ? Trắng hay đen ạ? Đổ màu đen được không ạ? Chứ tôi đang đảo ngược kia phải vẽ màu đen thì mới đúng chưa? Đấy là tại sao mà anh phải vẽ một hình để cho bạn biết là à, hóa ra nó là màu đen chứ không được về màu trắng. Nên chúng ta không thể lẫn lộn được. Vậy thì chúng ta dùng đôi lúc màu trắng, đôi lúc màu đen đúng không? Nhưng các bạn thấy tôi là tôi vẽ xong nó bị làm sao ạ? Vì sao em? Vậy chúng ta làm blur được không? Blur thì có phải nó nhòe ra thì tự nó êm lên đấy đúng không ạ? Ok. Thì đây là một trong những phương thức cực kỳ kinh khủng ở trong phần Inlook của chúng ta, nó có tính năng này nữa. Đây ạ. Chúng ta chọn file và chúng ta chọn vào cái text. Quên mất các bạn nhìn tôi đang ở trong mặt nạ bởi vì là hoa văn. Ở trong phần hoa văn này tôi sẽ chọn cho nó một cái phông chữ thật đậm lên. Được chưa? À, và sau đó thì tôi sẽ đẩy sát cái này lại và tôi sẽ dùng cái đường ứng đó được không? Này. Thì lúc này mọi người kéo xuống một tí. Ai chẳng biết là họa tiêu văn dạy. Em có nhìn thấy có nhiều họa tiêu văn ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta kéo vào đây được không? À, các bạn có đồng ý với tôi là nếu tôi chọn hình này cho dưới tất cả, tôi chọn vào đối tượng số 2 và tôi ấn vào căn chữ số 7 thì có phải nó vẫn làm được cái này không? Thì căn chữ số 7 vẫn được không này gì đó, đúng chưa? Nhưng cái này nó có một cái rất dở này, em không đổi được màu. Em không đổi được màu. Tôi muốn đổi màu được không? Thì câu chuyện này căn chữ Z này cũng là phương thức đấy đúng không? Chọn cái này, căn chữ X cho vào mặt nhá. Chọn cái này, căn chữ X cho vào mặt nạ của cái chính cái chữ này. Ok, chọn mặt nạ. Căn chữ Shift V thì nó rõ ràng nhảy, nếu tôi ấn bỏ bọc ấn móc thì nó giống hệt cái vừa rồi tôi mà làm chưa? Nhưng cái này nó khác. Khác ở chỗ nào? Đổi được màu được. Thế em chết. Đổi được màu vàng, xanh, đỏ, tím vàng, thậm chí đổi được gradient. Em nhớ nha, đổi được các thể loại màu khác nhau. Nhá, đổi màu. Em thấy chưa? Và đây mới thực sự là giá trị cuối cùng của giá trị mặt nạ mà chúng mình làm. Vậy thì em còn nhớ cái biểu tượng là logo của iPhone 7 đúng không? Và em biết tại sao mà chúng ta vẽ họa tiết hoa văn bằng tay mà chúng ta vẫn làm được không ạ? Bởi vì nếu mà bằng tay mà em chơi ra thì cái nét nó sẽ rất là bé và biến mất. Tôi đảm bảo cho bạn biết chơi cũng siêu bằng mấy vẫn bị mất hết hình. Nhưng nếu mà tôi vẽ được bằng tay thì chắc chắn họa tiết hoa văn tôi sẽ lấy hết được của nó. Okay. Tôi bỏ lại cho bạn xem tiếp theo một lần nữa là những game mà tôi đang vui cùng chọn. Đây, chọn file, chọn collect. Đây, nhìn đây nhiều chất liệu chưa? Nó có cái giá trị quan trọng nên tôi sẽ lấy lại. Dùng đủ các thể loại cho các bạn nhìn nhé. Chúng ta sẽ back lại. À, chúng ta sẽ chọn thư điện ảnh, chúng ta chọn vào hình họa. À, chúng ta sẽ chọn vào phần đồ họa. Chứ kéo xuống tí. Ở trong phần này thì các bạn sẽ thấy là nó có khá nhiều, ví dụ đây là một trường hợp mà tôi làm cho The Lake hoặc là làm cho nhà hàng hải sản tôi hay dùng này, phong cách của Nhật Bản thì thường thường phong cách của Nhật Bản người ta hay có một cái biểu tượng tôi vẽ thêm một hình nữa đặt bên cạnh và cái hình này tôi sẽ để một cao cho xuống dưới tất cả nhà hàng đúng không, tiện thể nói luôn cái logo luôn. À, cái logo nó nằm ở đâu, nó nằm ở new folder. Nhớ nhé, về nhà anh Khánh nói như vô đời thì chắc chắn chỉ anh Khánh biết thôi. À, kỹ thuật số, trong đó về có điện thoại và trong phần kéo điện thoại thì sẽ có một cái phần iPhone 7 của em. À, đây là giá trị mà em có biết cái trò mà người ta nọc dấu để người ta in một cái thiệp chúc mừng năm mới không ạ? Cái dấu của cái sếp ấy, sếp mình là dấu màu đỏ ấy. Thì em phải chơi trò này, em nọc ra nó màu trắng, sau đó em sẽ chơi trò là đè một lớp màu lên. Copy cái màu dấu đỏ đấy chui vào mặt nạ của chính cái màu trắng và màu đỏ của mình, sau đó biến thành mặt nạ thì em thức màu gì được màu đấy. Mà đây là một phương thức mọc nọc rất là kinh khủng. Ví dụ em muốn là cái này màu trắng không cần phải chơi ra nữa, tôi làm bằng ảnh. Bởi vì có những thứ là cái này em phải nhớ là em vẽ bằng tay, mà vẽ bằng tay thì có chất nó khác, không có thể cho đánh bóng được mà. Nếu chỉ em đánh được nhưng mà em sẽ tạo ra chính xác làm được cái đấy. Cái này là một trong những hệ thống cực kỳ kinh ở trong phần trong
bên Nhạc Họa Trung ương nó có bài chấm tờ ram em. Đấy thì buổi sau các bạn phải mang bài chấm tờ ram cho tôi để tôi ứng dụng. Ờ, em phải ứng dụng chứ, em muốn ứng dụng không? Em phải đến đấy em làm được đó. Nào, sau đó thì chúng ta sẽ tôi đẩy cái đấy trong dưới tất cả. Đây, ví dụ trong trường này các bạn có thấy rằng ở đây nhá, nhìn này, cái hình màu trắng chẳng tác dụng, nhưng cái iPhone này của chúng ta là màu đen đúng không? Tuấn vào Canon, tôi chọn vào cái này là mặt nạ của nó, tôi copy cái này xuống thì bỏ cái này, tại vì nó là màu đen mà ấn vào tí lại ngược lại màu trắng thì có phải là có thấy cái quần ấn vào đây nó bị thủng này, cho bạn xem bị thủng chưa? Bởi vì cái chữ iPhone 7 của chúng ta có phải là màu trắng không? À, màu đen ạ. Đưa vào đây là mặt nạ gì? Mặt nạ trắng mà dùng bút đen thì chắc chắn bị thủng hình còn gì đó. Đúng chưa? Bởi vì bài này liên quan đến bài vỡ hình của tôi trong phần brush đó. Làm giống Photoshop mà. Đấy, vậy thì khi đưa sang nhà em thấy nó bị thủng với nhau, nhưng mà ấn vào đây thì lại ngược lại là không nhìn được hình. Và ấn vào đây thì có thể ngược lại nữa là cái màu chuyển sang đây. Em thích màu gì? Đỏ nhá. Em thích màu hồng nhá, xanh đỏ tím vàng các kiểu nhá. Nhìn gradient chưa? Mà rõ ràng đây có phải vector đâu. Đây là ảnh em ơi. Em hiểu chưa? Đoạn này về nhà phải xem kỹ. Tôi nói cho bạn biết luôn. Hiểu cái này chưa đã? Bài này tôi nói trước cho bạn biết là tôi sẽ tăng độ áp lực cao lên một tí, bởi vì bài trước còn một số người còn chưa trả bài cho tôi hết. Phải làm được phần đấy mới qua được phần pen. Phải làm được phần đấy thì bắt đầu chúng ta mới vào gradient một cách đơn giản được. Mà em qua được phần gradient của tôi thì tôi cho bạn biết bạn tự đi làm được. Xin công ty làm được đấy. Hồi xưa tôi đã có một đứa gọi là có chồng rồi, có con rồi. Sau nhiều năm đồ họa không làm bởi vì đẻ con mà phải ở nhà, xong quyết định đi học ngược lại thì đến qua phần gradient bạn mới tự xin việc công ty làm lương đầu tiên được 6 triệu. Tôi nói thật cho bạn biết rồi, chưa cần phải học hết của ông Khánh. Làm phần này tôi đã thấy là được không? Bởi vì thực chất cuối cùng bạn nhìn cái bài điện thoại của tôi là được rồi, kiếm tiền là được rồi. Đây. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ có một cái giá trị nó thoát ra ngoài, các bạn nhìn chưa? Vậy thì cũng tương tự như vậy, bạn có đồng ý với tôi đây là vẽ tay không ạ? Các bạn có làm bìa sách không? Đúng chưa? Ok, vậy thì tôi thích cái này đúng không? Đây, vẽ một cái đèn này nó. Và cái đèn này tôi sẽ để là màu tím đậm. Đậm nữa đi cho nó dễ được không? Nhìn chưa? Cho xuống dưới một layer. Các bạn có đồng ý với tôi cái này là cái mặt nạ không ạ? Mà mặt nạ này vẽ bằng cái bút đen trắng đúng không ạ? Cần chọn vào cái chính màu xanh mà làm mặt nạ cho màu xanh nhá. Thì có vậy là mặt nạ cho màu xanh, thì có vậy em ấn vào đây này, đây là mặt nạ màu xanh nhá. Bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúc và ô gần ô của cái màu đó, bước 4 bỏ clip để nhìn được hình, bước 5 là vẽ một hình to hơn hoặc bằng đó. Thì thay cho việc vẽ thì em paste luôn cái ảnh cuốn cá đấy, là nó chỉ có đen trắng thôi. Là Ctrl C V để nó vào đây không ạ? Thì ở đây khi paste vào nó bị xảy ra vấn đề như sau, là cái màu đen của con cá, cái nét, tại vì ảnh của con cá thì có phải là nó nằm trên nền trắng không ạ? Cái nét mà mình vẽ vào nó phải đen xí không ạ? Thì màu đen tượng trưng cho việc gì? Mất hình. Nên chính vậy nó bị thủng và nhìn thấy màu cam dưới. Còn cái phần trắng còn lại của cái nền xung quanh này thì nó màu trắng, nó giữ lại hình còn gì nữa, thì có phải là màu tím không? Chính xác chưa? Đoạn này là phân tích đúng lần lại nữa để cho các bạn nhớ tại sao tôi có gradient chuyển hình nha. Nào bây giờ tôi bỏ ra nha, bỏ clip. Đảo ngược đúng không? Ấn vào inverse mask sao? Đảo ngược nha. Thì con cá trở thành tím, bởi vì là từ cái thủng đấy thì lại ngược lại. Và sau khi làm xong bạn thoát này ra ngoài này thì chúng ta sẽ có được hình này rồi. Và có được hình này rồi thì bây giờ em muốn màu trắng, màu xanh, màu tím, màu vàng, màu đen hay gì đấy tùy các bạn. Đây này, em phải nhớ này. Bây giờ như này nhá, bây giờ anh sẽ chơi trò như này cho bạn xem, căn cho xét nào. Bỏ cái này ra. Được chưa? Làm lại thô sơ này chắc anh mới hiểu. Mặt nạ cho nàng. Bước 1 chọn hình nhá. Ok, bước 2 tích đúc vào ô gần ô ảnh, được chưa? Nhanh. Bỏ clip để nhìn được hình ảnh, được chưa? Vậy có phải là đúng cái phiên bản của chúng ta đang học là cái này không ạ? Ok, tôi vẽ một cái ô vuông. Và cái ô vuông ấy tôi để là màu đen. Thì nó sẽ làm sao thủng không? Thì đen nó mất đúng không? Tôi vẽ cái ô thứ hai tôi để màu ghi. Thì có phải là cái màu tím nó mờ đi không ạ?
Và thứ ba tôi vẽ một cái ô nữa, tôi để màu trắng tinh. Chả phải mất ý nào cả, bởi vì vốn dĩ nó là màu tím rồi. Nó không tác dụng, nó giữ lại nguyên phiên bản của em rồi đúng không ạ? Em nhìn thấy cái ba sắc độ này chưa? Đây đúng không? Vậy thì tôi bỏ cả hai cái này đi. Thoát ra khỏi ngoài. Đấy được không? Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, vậy thì cái hình này của tôi, các bạn có đồng ý với tôi đây là nét đen không? Nếu tôi chua vào mặt nạ của thằng chính màu tím này thì có phải những cái chỗ màu đen này là bị thủng hình nhau không? Ok, thủng hình chứ em. Màu đen phải thủng hình chứ, đây màu đen mà. Nên em viết bằng tay, em vẽ bằng tay bút chữ E thì có phải là cái bút chữ E vẽ vào trên nền trắng thì có phải là nó sẽ là mất hình không ạ? Nếu là mặt nạ đây là mặt nạ gì? Mặt nạ trắng như là làm đây thì có phải là cái màu đen, nó có phải là chính là những cái viền của con cá, là những cái nét của con cá không? Là màu đen đúng không? Thì chỗ này có phải là mất hình không ạ? Còn xung quanh con cá thì có phải là màu trắng không ạ? Là còn hình thì phải giữ lại, thì phải giữ lại chính là màu tím của đối tượng không ạ? Ctrl X, chúng ta chọn vào đây, Ctrl Shift V, có phải mất nhảy không? Nhìn ra chưa? Thì trong trường hợp này được chưa? Cái đoạn này phải làm rất nhiều lần thì mới nhớ được, bởi vì trong Photoshop này chỉ có hai loại thôi. Ông đen và trắng, ông này là vừa đen vừa trắng này, còn hình đen hình trắng nữa, nó có bốn loại. Nó bốn loại. Sau đó này, về sau này chúng ta lại học thêm nữa là Blur được kết hợp với mặt nạ, sau đấy Blend được kết hợp với mặt nạ thì lại còn phức tạp nữa. Nhìn thấy không? Vậy thì trong quy trình kim này thì đây là mặt nạ trắng. Nếu chúng ta ấn vào clip thì chúng ta sẽ thấy là nó bị cắt gọt đi. Cho nó vừa đúng cái khung hình. Thì có phải đây là cái bị thủng không ạ? Nếu cái bị thủng này mà bạn muốn giữ lại thành hình thì bạn phải ấn vào Invermax. Invermax là đảo ngược. Có nghĩa là đen thành trắng, trắng đen đấy, thì có nghĩa là những cái nét con cá này đang làm màu đen thì bị thủng hình. Thì ấn vào đây thì lại nó lại trở thành màu trắng. Thì nó lại hiện hình ở trong cái nét con cá. Còn những cái ngoài này thì có vẻ đang hiện hình không? Thì lại ngược lại là bị thủng. Thì chúng ta ấn vào đây. Và sau khi cái làm này thì em có thấy này, em vẽ họa tiết văn trên giấy cũng kinh rồi. Nên chính cái tập RAM của em mới có tác dụng này. Anh đảm bảo cho em biết, em làm một cái thiệp chúc mừng năm mới hoặc thiệp cho nhà khách sạn mà em đưa những họa tiết văn vẽ vào thì anh đảm bảo cho em biết nó khác hoàn toàn so với tất những cái bọn mà bây giờ đào nó trên mạng. Nên tại sao nó có giá trị vẽ tay mà tôi thích tên vẽ tay. Và em biết cái trò này để làm gì không ạ? Vẽ thiết kế áo chứ nào? Những cái đội mà nó vẽ bằng tay nhảy đấy mà đưa vào cái giá trị mặt nạ của Inhut tôi này thì đấy là tầm giá trị của nâng tầm thiết kế của em lên một độ. Có nghĩa là cái thiết kế áo trên áo của ông là một thằng khác, nương ông khác so với thằng khác, bởi vì ông vẽ được tay. Còn ông chỉ đặt chữ phông chữ đặt trên, ông cắt ghép, ông gọt lẫn nhau thì ông giống như thằng kia, nó cũng đau lắm. Nó không có giá trị điểm nhấn, nhưng ông này ông vẽ được tay thì cái giá trị đấy tôi đánh giá là cái cùng. Chứ chưa nói là nếu mà muốn chơi một cách tốt nhất thì các bạn có nhìn thấy chữ này của tôi hơi mờ mờ chỗ này không ạ? Các bạn nhìn thấy hơi mờ mờ chỗ này chưa? Bởi vì lý do chưa xử lý qua Photoshop ạ. Vậy vì Photoshop nó không làm được thế không ạ? Vậy để chơi một cách chuẩn xác nhanh nhất thì em có thể đồng ý với tôi là tôi vẽ ông tay nhảy không ạ? Em nhìn thấy nét màu đen trên chữ trắng chưa? Tuyệt đối bạn chụp lại cái này mà bị được nền trắng tinh mà chỉ có chữ màu đen đấy, nó sẽ bị màng ở một vài chỗ bởi vì do ánh sáng nó không chiếu được. Vậy thì có cần Photoshop để xử lý không? Xử lý Photoshop xong mới đưa sang bên này thì mới thực sự là đích cuối cùng là đây đấy. Nên là bạn thấy là Photoshop có cần không? Nếu Photoshop giá trị phục chế nó chỉ có tác dụng như vậy thôi đấy. Em muốn làm thiết kế em phải làm học nhuyễn về Photoshop cho tôi, đúng không? Còn trong đây có một số người học Photoshop rồi chứ không phải là chỉ là bài tập không nào. Vậy sau khi làm xong chúng ta sẽ làm thoát ra ngoài. Bây giờ bạn thích màu gì nó được màu đấy. Cái này làm rất hay. Thế em sau này chiêu thức chúng ta còn vẽ nhiều lắm. Chính là gradient. Nó đổ được tất cả thể loại em. Thậm chí là gradient chúng ta học được gradient nhiều màu đúng không? Đây. Và tất nhiên sau khi gradient nhiều màu thì tôi phải chọn cái này là màu. Màu ghi. Cái này người ta làm background cho festival về diều Huế. Con thả mấy con cá trên bầu trời đen. Em biết vẽ con rồng không ạ? Em ơi, em vẽ thiệp hay cái gì đó vẽ rồng bằng tay thì cực kỳ tinh. Nhưng mà vốn dĩ này có nhiều bạn là vẽ bằng tay xong rồi. Em biết làm cho minh họa bìa sách không ạ? Người ta vẽ bằng tay mà. Đều làm được thế mà em. Rồi, tại vì có những thứ em phải đánh bóng. Em biết cho đánh bóng, mà đánh bóng thì chúng ta không thể làm được. Đúng chưa?
Ok, không biết là trong đây còn cái đánh bóng mà anh thử xem xong. Chọn cái folder. Và chọn vào chúng ta sẽ chọn vào phần cái gì nhỉ? Mọi người phải chịu quá trăm phút về cái đoạn này nha, bởi vì đoạn này nó sẽ khá phức tạp. Tại vì anh có một cái bài họa tiết văn là bạn như bạn vẽ bằng tay, bạn đánh bóng họa tiết văn bằng tay chết rồi. Đây, anh nói thật cho em biết là cái thể loại này, thể loại này là thể loại mà không thể vẽ bằng máy. Đánh bóng nhè, em đi đánh bóng nhờ. Mà rõ ràng cái này lại muốn đưa vào họa tiết văn cho một cảm cái này. Đây, vẫn đi được chưa? Ông này nằm ở đây được không ạ? Vậy thì việc đầu tiên tôi sẽ vẽ một cái hình đèo đây đã. Cái này tôi để màu cam. Nhìn nhá, cho xuống dưới một layer. Các bạn có đồng ý với tôi cái này là cái chỉ có đen trắng không? Đen trắng thì thậm chí còn có cả ghi này. Vậy thì người ta vẽ một chì, bút chì đi em. Người ta vẽ một bút mực, người ta đánh bóng được mới được đúng không? Càn chuẩn ích. Chọn ông này đúng không? Mặt nạ cho chính ông này. Đúng không? Ấn vào Ctrl Shift V thì bây giờ thực ra nó vẫn hiện hình. Bởi vì những cái sáng nó sẽ hiện hình như nó bị ngược nên giống như phim âm bản đó. Nên vậy người ta mới ấn vào in với mắt nó đảo ngược. Và bây giờ thoát ra khỏi cái này, tôi đảm bảo cho bạn biết. Em thích tô màu gì chẳng được. Em làm họa tiết văn cho bản thiết kế mà. Làm cho chữ được không ạ? À? Em chọn màu này màu đậm đúng không em? Mà cái này em bảo. Ồ, cái này anh nghe khá như tại sao anh không chơi ra có vẻ thích không? Đó về vậy bây giờ minh họa cho cái việc chơi. Không để bảo là anh lại bảo anh giấu hình chết. Đây, ok. Để chờ chơi tôi có phải ấn vào đây không em? Thử cho chạy. Dùng được cái này không em? Dùng được cái này không? Nó được nhưng mà nó không đẹp, không đẹp rồi. Chần chừ. Đấy, đúng là nhiều tuổi chẳng đời kinh được. Bây giờ nên em muốn mà tại vì những đối tượng của em mà vẽ nét càng mảnh bao nhiêu mà em chơi ra thì nó rất là khó giữ được cái nét của em. Nên chắc chắn chơi nó chia hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất là chơi thẳng trực tiếp. Và công đoạn thứ hai là chỉ dùng qua mặt nạ thì cái giá trị hình ảnh của em mới giữ nguyên được thôi. Thì cái bài này liên quan đến việc mà em vẽ nâng cao đấy. Nâng cao này em vẽ thỏa thiết trên văn trên áo, trên quần áo đấy thì cực kỳ kinh. Tại vì vẽ tay thì mới có này mà. Không thì không được. Nên vậy ok. Chơi trò nào, làm thế nào để lấy được? Tại sao anh Khánh lại chơi trò nhảy Google? Được chưa? Trong phần Google nó có phần hình ảnh đúng không? Hãy để tích vào hình ảnh. Chỉ lấy một cái thôi. Chọn hình ảnh, máy ảnh. Up cái ảnh lên. Nó sẽ dẫn cho em đến những cái đường link mà em muốn. À, về. Vậy thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là OE. Tôi chọn vào thư viên ảnh. Đâu rồi, thư viên ảnh đâu rồi? Đây ạ. À, chúng ta chọn vào New Folder được chưa? À, hình họa chứ. Đây, hình họa đây. Trong phần hình họa thì các bạn sẽ có một cái đồ họa, bạn sẽ kéo xuống. Ví dụ em thích cái này. Và em thích cái này. Em thích cái này. Nhìn ảnh nó up lên đây chưa? Và nó tự dẫn cho em đến đường dẫn. Pinterest. Nhìn chưa? Ảnh anh lấy từ Pinterest mà. Thích cái đó. Sẽ lấy đồng loạt những cái dòng như này. Còn cái ảnh kia anh lấy về rồi cần máy phải tìm nữa. Đây à. Trong đây em sẽ tự tìm tất cả những cái thứ mà em muốn. Chỉ có đèn trắng này. Nhìn ra cái tay giờ. Em thích cái này không? À, nhưng mà lại làm này được đấy. Nhìn chưa? Nhìn này. Em rất là hay. Đấy. Thì đây những cách mà anh lấy này từ sản phẩm anh lấy về này, từ cái này. Họa tiết văn, ví dụ em thích vào đây để tranh án nó sẽ liên quan đến một số cái dòng như vậy. Đây, tích vào đây. Được chưa? Và tích vào đây thì nó sẽ liên quan đến tất cả những dòng em vẽ tay. Đấy, những thằng vẽ tay đấy. Thấy chưa? Lấy cái này. Xong crop này. Vất cái phần thừa đi. Chỉnh cho sáng, chỉ đen trắng thôi. Biến thành vẽ in áo được. Nhưng để muốn in được áo thì em phải có bản vẽ tay. Bởi vì vẽ tay in ra chụp trên cái mạng thường nó sẽ cực kỳ to và sắc nét.
còn em lấy trên Pinterest nó vỡ hình ấy. Nhưng người ta có rất nhiều cung đoạn để làm cái này, em vẽ tay một tí này em sẽ khác người đoạn này, nhưng nhớ là phải chụp bằng máy của mình nhá, thì nó mới mười mấy mê nó mới to được chứ, thì người ta in được trên áo chứ em bảo lấy trên mạng này. Anh cũng phục chế rồi, làm áo phục chế rồi thì nó sẽ khó ngay, để em nhìn nhau đồ. Ồ, đồ thì đồ cái bài này nó liên quan một bài anh dạy, đó là bài về anh vẽ cái này bên này phát bên này cũng có, vẽ cái này phát tất cả xung quanh đều có, vẽ một cái bên này tất cả đều có hết, anh có bài này rồi. Vẽ này thực sự không khó với anh, với phương pháp nếu mà anh có một bài đó, anh có một bài này rồi mà không biết mọi người có tìm không, như là anh có hả không à, gì à, vẽ con sư tử không, vẽ mấy cái hình họa tiết đồ văn này là anh vẽ rồi, vẽ một cái này chỗ một góc này thì tất cả góc này đều có hết, vẽ một góc này phát tất cả góc này đều có hết, nó sẽ chạy theo hình tròn, bởi vì anh sẽ chạy theo mặc định của máy, anh sẽ đặt kiểu đặt nệnh này, vẽ bên này nó sẽ quay theo hướng trục tròn. Anh vẽ cái này rồi mà mọi người sẽ trông sẽ là khác hoàn toàn, dễ mà không khó đâu, trông kinh thôi, nhưng trên bọn nước ngoài nó đã vẽ cái này kinh kinh lắm mà. Đừng sợ cái này về sau này chúng ta có Wacom chúng ta vẽ còn nhanh nữa. Ok, bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, buổi sau chúng ta sẽ liên quan đến việc anh sẽ vẽ cho các bạn một vài phương án không các bạn ngồi luyện nha. Yeah.